Thiên Đạo Đồ Thư Quán Trương Huyền. Chương 541, Truyền Thụ Kiếm Pháp 1. Linh thạch vô cùng quan trọng, nếu đối phương đưa ra, hắn đương nhiên phải lấy. Chỉ có điều, Trương Huyền cũng sẽ không thu lợi ích xuông, cho bọn họ một lần trị liệu miễn phí, coi như thù lao. Muốn nói trị liệu, có khả năng thật sự cần Liễu hội trưởng phải ra tay một lần. Bất đắc dĩ một hồi, Mạc Thiên Tuyết ôm quyền nói. Hắn qua lại thân thiết với vị trước mắt này, mục đích chủ yếu, lại là muốn mượn y thuật của đối phương. Hiện tại nếu đối phương mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Đánh quyền. Trương Huyền xua tay. Đánh quyền. Mạc Thiên Tuyết lại bất đắc dĩ. Chữa bệnh không phải nên trình bày bệnh tình sao? Đánh quyền cái quỷ gì? Hắn lúng túng mỉm cười. Không phải trị liệu cho ta, mà là... Như vậy đi, nếu như Liễu hội trưởng hiện tại có thời gian rảnh rỗi, có thể đi Vương cung một chuyến hay không? Ta còn có chút chuyện, xử lý xong, lại đi qua một chuyến. Có chút do dự, Trương Huyền nói. Được rồi, Tiểu Vũ, Liễu hội trưởng không phải muốn đi tới nghiệp đoàn luyện đan sư sao? Con đi cùng hắn qua một chuyến. Vừa vặn con là luyện đan sư nhị tinh, đối với nơi đó cũng tương đối quen thuộc. Thấy hắn đáp ứng, Mạc Thiên Tuyết cười vuốt râu. Lại nói, các người đều là thiên tài, cũng có thể nhân cơ hội biết rõ nhau hơn một chút, thảo luận nghiên cứu với nhau một hồi. Vừa rồi, vị này nói muốn đi nghiệp đoàn luyện đan sư một chuyến. Đây chính là cơ hội tốt, nếu chẳng may hai người ở cùng một chỗ có cảm giác, vậy càng hoàn mỹ. Bệ hạ để cho Mạc Vũ công chúa tiếp khách. Rất rõ ràng là muốn giới thiệu công chúa cho Liễu lão sư. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham đều buồn bã giống như đưa đám. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mạc Vũ công chúa một người có thân phận địa vị, khuôn mặt đẹp, thiên phú. Giống như ông trời cũng yêu mến, có lợi đều cho. Ở cùng nàng, sợ rằng bất kỳ nam nhân nào vẫn không có cách nào từ chối. Hiện tại bệ hạ nói rõ ràng như vậy, còn kém trực tiếp hôn phối, khiến cho những người ngầm sùng bái bọn họ, cõi lòng tan nát rơi đầy đất. Ở thời điểm bọn họ cảm thấy vị Liễu lão sư này nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng, vẻ mặt cao hứng, lại thấy hắn nhướng mày, lắc đầu. Không cần, không cần. Mạc Thiên Tuyết cũng sững sờ. Liễu hội trưởng không phải muốn đi nghiệp đoàn luyện đan sư sao? Tiểu nữ tuy rằng ở bên trong không tính là đứng đầu, nhưng cũng có chút quyền phát biểu. Để cho nàng dẫn người qua đó, mua các loại đan dược, có thể miễn đi không ít phiền phức. Nghiệp đoàn luyện đan sư của Thiên Vũ Vương quốc, hội trưởng đan thuật cao nhất cũng không quá tam tinh. Nhị tinh tính là địa vị cấp cao. À, nghiệp đoàn luyện đan sư ta không đi nữa. Ta còn có những chuyện khác, lại cáo từ trước. Bên này xong việc, ta sẽ đi tới Vương cung thăm hỏi. Trương Huyền ôm quyền từ biệt. Hắn đi nghiệp đoàn luyện đan sư, chính là vì tìm kiếm đan dược ẩn chứa linh khí. Hiện tại có linh thạch, hắn tất nhiên không cần. Việc cấp bách là về phủ đệ, truyền thụ kiếm pháp cho Triệu Nhã. Dù sao hai ngày sau nàng còn phải cùng người nào đó so tài. Không đi nữa. Mạc Thiên Tuyết chớp mắt. Mạc Vũ càng nghiến răng nghiến lợi. Phụ vương nàng cũng nói rõ ràng như thế, rõ ràng, người này tự nhiên lại từ chối. Từ chối ngược lại thì cũng thôi. Vừa rồi thái độ của hắn kiên quyết nói muốn đi tới nghiệp đoàn luyện đan sư. Nghe nói đi cùng mình, liền lập tức không qua nữa. Ta là nữ tử xấu xí sao? Khiến ngươi sợ đến như vậy sao? Từ biệt. Không biết mình tùy tiện nói một câu làm cho đối phương hiểu nhầm, Trương Huyền xoay người rời đi. Danh sư, có thể không để ý tới địa vị vương quyền. Đối phương nhiều nhất cũng chỉ là một quốc vương của vương quốc nhất đẳng mà thôi. Không nói uy hiếp của nghiệp đoàn danh sư, cho dù là một danh sư nhị tinh bình thường, bọn họ cũng không dám như thế nào. Bởi vì năng lực hiệu triệu của danh sư thật sự quá lớn. Nếu thật sự đắc tội loại quái vật này, tùy tiện tới giảng bài, chỉ sợ cũng có thể tập trung lại phần lớn tinh nhuệ của toàn bộ vương quốc. Một khi nghe giảng bài nhận được lợi ích, chẳng khác nào có nửa nghĩa sư đồ. Để cho bọn họ hủy diệt vương quyền, cũng dễ dàng như trở bàn tay. Phụ vương, người này quả thực thật không có quy củ. Thấy hắn đi xa, Mạc Vũ công chúa thở phì phò nói. Thiên tài cậy tài khinh người. Không quy định cũng rất bình thường. Ta nhớ con đã nói, dường như Trương sư càng không có quy củ hơn. Mạc Thiên Tuyết nói, thường là đại tài, khẳng định có sự khác biệt đối với người bình thường. Nếu như giống với tất cả mọi người, làm sao có thể nổi tiếng, ngạo cười quần hùng. Trương sư chính là có bản lĩnh thật sự,
hắn tính là cái gì, có thể so sánh cùng sao? Mạc Phú bực bội nói. Trên đường từ thú đường đi tới, bản lĩnh của Trương sư nàng nhìn ở trong mắt, không nói độc nhất vô nhị, nhưng cũng không khác biệt lắm, đối tượng là nàng sùng bái. Liễu Trình này, chẳng qua là một nhân vật nhỏ chưa từng trải đời, may mắn có y thuật cao mà thôi. Làm thế nào cùng so sánh? Điều này lại không nhất định, vị Liễu hội trưởng này không chỉ có y thuật cao minh, bản lĩnh giảng dạy học sinh cũng nhất lưu. Mạc Thiên Tuyết mỉm cười, cổ tay lật một cái, lấy ra một phần mật tấu. Con xem cái này một chút. Mạc Phú nghi ngờ tiếp nhận, chỉ vừa liếc mắt thoáng nhìn, đôi mắt thanh tú của nàng nhất thời trợn tròn. Hắn chỉ điểm một ngày, khiến tất cả học sinh môn hạ đều có đột phá. Còn tiện tay hóa giải đan độc trên người Mộc Tuyết Tình. Phụ thân của Mộc Tuyết Tình là Mộc Đan Sư, xem như là một trong những lão sư sát hạch của Mạc Vũ. Nàng đã từng gặp vài lần, cũng coi như quen thuộc. Nàng biết trên người nữ hài này ẩn chứa đan độc. Làm hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, y thuật cao minh, tiện tay giải quyết đan độc là rất bình thường. Nhưng chỉ điểm một ngày, khiến người trong cả lớp đều đột phá. Đây cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Cho dù nàng là một danh sư nhất tinh, sợ rằng cũng không có cách nào hoàn thành. Chương 542, truyền thụ kiếm pháp 2. Đúng vậy, nếu không phải lợi hại như vậy, ta làm sao có thể để cho con đi kết giao? Mạc Thiên Tuyết mỉm cười. Hơn nữa, con tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Phía dưới còn có điều càng thú vị hơn. Mạc Phú công chúa tiếp tục nhìn xuống phía dưới, lại sửng sốt. Triệu Nhã học sinh của Trương Sư và Mộc Tuyết Tình học sinh của hắn so tài không phân thắng bại. Hẹn hai ngày sau lại chiến đấu. Ừ, tỉ thí lần này, nếu như Mộc Tuyết Tình thắng, đã nói rõ vị Liễu lão sư này ở trên phương diện giảng bài, so với Trương Sư còn đáng sợ hơn. Người như thế cho dù không phải là danh sư, cũng tuyệt đối là một trụ cột quốc gia. Thử nghĩ một chút, nếu để cho hắn đi tới quân đội giảng bài, sẽ mang tới hiệu quả lớn tới mức nào? Mạc Thiên Tuyết nói. Điều này, Mạc Phú trầm mặc, tùy tiện chỉ điểm, khiến mọi người trong cả lớp đột phá. Phần năng lực này, đặt ở trong đội quân, tuyệt đối có thể phát sinh hiệu quả khiến người ta khó có thể tưởng tượng được, thậm chí khiến cho lực lượng quân sự của một vương quốc, nhanh chóng tăng mạnh. Vị Liễu hội trưởng này có y thuật cao minh, giảng bài lợi hại. Tuy rằng ở trên phương diện luyện đan, thuần thú kém xa so với Trương Sư, nhưng cũng hoàn toàn không yếu. Qua lại thân thiết hơn hắn, chắc chắn sẽ không có hại. Đương nhiên, Trương Sư bên kia, con cũng muốn theo sát. Nếu như hắn có thể giúp con, cho dù Mạc Hoàng Nhất lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến vị trí của con. Mạc Thiên Tuyết nghiêm túc căn dặn. Vâng. Mạc Phú gật đầu, nhớ tới cái gì đó, có chút do dự nhìn qua. Nếu chúng ta đều phải qua lại thân thiết với hai người kia, Mộc Tuyết Tình và Triệu Nhã so tài, không phải nên ngăn cản sao? Ngăn cản làm gì? Chúng ta không những không nên ngăn cản, còn phải cổ động Tuyên Dương, để cho tất cả mọi người biết chuyện này, gây ra chấn động lớn hơn nữa. Như vậy tiếp theo, có khả năng hoàn toàn khiến cho danh tiếng của Liễu hội trưởng truyền rộng, thu được thiện cảm của hắn. Mạc Thiên Tuyết nắm chắc nắm đấm. Không ngăn cản Mộc Tuyết Tình và Triệu Nhã chiến đấu, rất rõ ràng, hắn muốn mượn chuyện trợ giúp này, dương danh thiên hạ. Đã như vậy, chúng ta lại trợ giúp hắn một tay. Mạc Phú hiểu được. Trong lòng cũng tràn ngập tò mò đối với cuộc so tài trong hai ngày sau. Cuối cùng, học sinh của Trương Sư Triệu Nhã có thể giành thắng lợi, hay là vị Mộc Tuyết Tình học sinh của Liễu hội trưởng này có thể giành được thắng lợi. Chỉ có điều, không quan tâm trong hai người ai có thể thắng được, người giao chiến không phân thắng bại một lần, đã nói rõ, vị Liễu hội trưởng này giảng bài, không kém hơn Trương Sư chút nào. Sau hai ngày, nhất định phải tới xem các nàng luận võ một chút. Trong lòng nàng thầm hạ quyết định. Rời khỏi học viện, phát hiện cũng không có ai theo dõi, lúc này Trương Huyền mới tìm một chỗ vắng người, biến thành dáng vẻ, Dương Sư, đi vào phủ đệ. Lão gia, đêm qua có mấy tên hộ vệ nói là muốn đầu nhập vào thiếu gia. Hiện tại thiếu gia không ở đây, lão gia xem làm sao bây giờ. Tôn Cường tiến lên đón. Đầu nhập vào thiếu gia. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Vâng, bọn họ nói từng là hộ vệ của quý gia, bởi vì có giao hẹn với thiếu gia. Mới qua tìm kiếm sự che chở. Tôn Cường nói. À, Trương Huyền gật đầu, nhớ tới. Ngày hôm trước, thời điểm mình vừa đến Vương Thành, đắc tội vị quý Mặc công tử thi họa sư kia, người này phái người hầu tới gây phiền phức cho mình. Kết quả đám người kia bị mình đánh cho một trận,
lại uy hiếp dùng độc dược, thay hắn giáo huấn đối phương. Hiện tại Trương Huyền sát hạch danh sư nhị tinh không ở Vương Thành. Đám người kia vì phòng ngừa bị Quý gia truy sát, chỉ có thể trốn tới đây. Chuyện này Trương Huyền đã từng nói với ta, để cho bọn họ ở chỗ này cố gắng làm việc, tai họa ngầm trên người, ta sẽ ra tay giúp đỡ giải quyết. Trương Huyền khoát tay. Đối với hắn mà nói, tu vi của những người này không được tốt lắm, lại đều đạt tới thông huyền cảnh. Đùng để bảo vệ an toàn cho phủ đệ, so với tuyển dụng những người cường đại vẫn tốt hơn rất nhiều. Mặc dù biết đây là nơi ở của Trương Sư, không có ai chạy tới quấy rối, hắn cũng phải đề phòng nếu chẳng may xảy ra. Vâng. Mặc dù không biết lão gia nói như vậy có ý gì, Tôn Cường vẫn ghi nhớ. Gọi Triệu Nhã đến. Không đi quản mấy người hộ vệ này, Trương Huyền đi đến đại sảnh, căn dặn. Tôn Cường gật đầu rời khỏi đó. Thời gian không lâu sau, Triệu Nhã lại đi đến trước mặt. Chỗ của ta có một bộ kiếm pháp, hiện tại truyền thụ cho nàng. Không quan tâm hai ngày sau nàng và ai so tài, hy vọng có thể thắng lợi. Đừng làm cho sư tổ và lão sư của nàng thất vọng. Nhìn về phía nữ hài trước mắt, Trương Huyền thản nhiên nói. Sư tổ yên tâm, Triệu Nhã tất nhiên sẽ không phụ sự kỳ vọng. Triệu Nhã cắn răng. Vậy là tốt rồi, đây là bí tịch của kiếm pháp. Xem xong có gì không hiểu, trực tiếp hỏi. Hắn tiện tay truyền đạt kiếm pháp thiên đạo bản rút gọn do hắn chỉnh lý qua. Triệu Nhã biết sư tổ truyền thụ, khẳng định không đơn giản. Nàng không chút do dự nào, lập tức nghiêm túc học tập. Kiếm pháp thiên đạo biến phức tạp thành đơn giản, nhắm thẳng vào đại đạo, học cũng không phức tạp. Một lúc lâu sau, Triệu Nhã đã nắm giữ cơ bản. Chỉ có điều, vẫn phải cần mất một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn thuần thục. Dù vậy, nàng cũng biết bộ kiếm pháp này cường đại. Thậm chí so với thương pháp của Trịnh Dương, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Lão sư, Khương đường chủ cầu kiến. Truyền thụ kiếm pháp cho Triệu Nhã xong, Lưu Lăng đi lên phía trước. Để cho hắn tiến vào. Trương Huyền khoát tay áo, đột nhiên sửng sốt. Hắn vỗ trán một cái, một ý nghĩ xuất hiện. Cho tới nay hắn đều lấy thân phận của mình làm việc, quên còn có vị hiện tại ngụy trang này. Thân phận của Trương Huyền của hắn chỉ là danh sư nhất tinh, không có tư cách tiến vào tàng thư khố nhị tinh của danh sư đường quan sát. Hiện tại hắn làm, Dương sư, nếu muốn đi vào, chắc hẳn là rất dễ dàng. Hắn tin tưởng chỉ cần đưa ra yêu cầu, cũng không phải là chuyện gì lớn, Khương đường chủ chắc chắn sẽ không ngăn cản. Chương 543, phương pháp giải quyết thai độc tiên thiên 1. Khương đường chủ đi ở phía sau lưng Lưu Lăng đến đại sảnh. Ra mắt lão sư. Hắn ôm quyền khom người, còn chưa có nói tiếp, liền nghe được giọng của lão sư vang lên hỏi thăm. Danh sư đường chúng ta có tài liệu và giới thiệu liên quan tới thiên nhân khổng sư hay không? Thiên nhân khổng sư. Khương đường chủ thoáng sửng sốt một chút. Chuyện của khổng sư, ở tàng thư khố nhị tinh có chút ghi chép, chỉ có điều không quá kỹ càng tỉ mỉ. Dẫn ta qua xem. Nghe được đối phương xác nhận, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Tuy rằng hiện tại, thai độc tiên thiên ảnh hưởng đối với hắn không lớn, nhưng hạn chế tuổi thọ, vẫn khiến cho người ta giàu dĩ. Có thể sớm nhận giải quyết được, tất nhiên hay nhất. Vâng. Khương đường chủ gật đầu. Tàng thư khố nhị tinh danh sư đường, tuy rằng chỉ cho phép danh sư nhị tinh tiến vào, nhưng thực lực của lão sư khẳng định vượt xa nhị tinh, có thể tùy tiện đi vào quan sát. Trương Huyền đi theo phía sau lưng Khương Thư, đi về phía danh sư đường. Khoảng cách giữa phủ đệ và danh sư đường không xa, không tốn quá nhiều thời gian, bọn họ lại đi đến tàng thư khố nhị tinh. Bảo Khương đường chủ không cần đi theo, Trương Huyền tự mình đi vào. Bên trong tàng thư khố có rất nhiều sách, dù sao hiện tại cũng không quá nhiều chuyện, hắn một đường chạy như điên. Mất thời gian hơn nửa ngày, hắn lại thu tất cả sách trong nhị tinh tàng thư khố vào trong đầu. Khổng sư, tinh thần hắn thoáng động, hai bộ sách xuất hiện ở trước mắt. Hắn tiện tay mở ra. Thiên nhân khổng sư, trước thiên hồn lực nhập thánh. Phía trên miêu tả kỹ càng tỉ mỉ chuyện của khổng sư. Lại phân tích nghiên cứu sự việc của khổng sư trước 30 tuổi cẩn thận hai lần, quả nhiên để cho hắn phát hiện có điểm không thích hợp. Vị khổng sư này không chỉ có thiên phú cao, tu luyện cũng cực kỳ khắc khổ, còn vì nâng cao thực lực, lấy thân xông vào nguy hiểm, lại vào trầm hải, tiến vào mãng nguyên, ba lần xuống hang đất. Còn chưa tới 30 tuổi, lại đạt được cảnh giới danh sư cửu tinh. Chỉ có điều, sau khi đạt được loại cảnh giới này, tu luyện của hắn hình như lại chậm lại.
Còn lại chính là giảng bài cho thiên hạ, thành lập danh sư đường, lập quy tắc cho toàn bộ đại lục. Tuy rằng Sử Tích vẫn huy hoàng, nhưng so với phấn đấu lúc trước rõ ràng khác hẳn. Lẽ nào, đạt được danh sư cửu tinh mới là mấu chốt giải quyết thai độc tiên thiên? Tim hắn đập, thịch thịch, một cái. Danh sư không giống với những chức nghiệp khác, đối với yêu cầu về tu vi cực kỳ nghiêm khắc, thật giống như sát hạch nhị tinh, không phải tông sư, thú đường, nghiệp đoàn thi họa sư đều có thể ban huy hiệu. Nhưng ở danh sư đường, ngay cả tư cách sát hạch cũng không có. Bởi vậy, đạt được cấp bậc cửu tinh, không chỉ yêu cầu cực lớn về mức độ hồn lực, ngay cả tu vi của bản thân sợ rằng cũng phải đạt được một loại cảnh giới nghe rợn cả người. Nếu quả thật là đạt được loại cảnh giới này, mới có thể giải quyết thai độc tiên thiên, khó tránh khỏi quá gải bẫy. Thử một chút. Một quyển sách trắng xuất hiện ở lòng bàn tay, Trương Huyền lấy ra bút lông, tiện tay viết một câu. Đạt được danh sư cửu tinh, có thể hóa giải thai độc. Ngón tay hắn vừa đụng. Ong. Một quyển sách xuất hiện, vội vàng mở ra. Lông mày hắn lại giật mạnh. Trên quyển sách trong đầu không có xuất hiện sai. Nói cách khác, những lời này là đúng. Đạt được danh sư cửu tinh, có khả năng hóa giải thai độc tiên thiên. Nói cách khác, ta phải ở trước 30 tuổi, đạt được danh sư cửu tinh. Thân thể thoáng lảo đảo một cái, Trương Huyền sắp muốn khóc. Trời ạ, có cần hãm hại như thế hay không? Người khác đều có các loại thân thể tiên thiên rất lợi hại. Như Triệu Nhã, Viên Đào. Một khi mở ra, uy phong tám phía, thực lực vọt mạnh giống như ngồi tên lửa. Hắn là một thai độc tiên thiên vừa mở ra, lại chết không nói, còn phải ép buộc ở trước 30 tuổi, đạt được danh sư cửu tinh. Có nhầm hay không? Danh sư cửu tinh, đây chính là một người mạnh nhất dẫm dậm chân một cái, toàn bộ đại lục đều lắc lư. Một thiếu niên không sống được bao nhiêu năm, trước 30 tuổi đạt tới. Mặc dù có thiên đạo đồ thư quán, tu luyện vô cùng đơn giản, nhưng đi nơi nào tìm kiếm nhiều linh khí như vậy? Quan trọng hơn chính là, đi nơi nào tìm nhiều bí tịch như vậy, hình thành công pháp thiên đạo. Vẻ mặt hắn phiền muộn, tinh thần thoáng động, lại viết một câu. Thai độc tiên thiên, ngoại trừ đạt được danh sư cửu tinh, còn có phương pháp giải quyết khác. Ngón tay hắn lại tiếp xúc. Ong! Sách mới xuất hiện, phía trên vẫn không có sai lầm. Còn có biện pháp khác. Nhìn thấy không sai, Trương Huyền lại kích động. Chỉ có điều, kích động một hồi, vẻ mặt hắn lại giống như trái mướp đắng. Biết có phương pháp khác lại có tác dụng gì. Không đưa ra phương pháp và phương hướng cụ thể, chẳng khác nào khó giải. Điều này lại giống như người biết rất rõ ràng biến thành chim, sẽ bay. Đáng tiếc, biến không được, tất cả giả thiết trước đó lại đều là vô nghĩa. Thôi đi, đã có những biện pháp khác, khẳng định lại có thể tìm được. Thật sự không được, ta lần lượt thử từng cái. Hắn buồn bực một hồi, cũng đã nghĩ thoáng ra. Hắn nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, mặc dù không cách nào cho ra phương pháp giải quyết chính xác, lại có thể phán đoán có chính xác hay không. Thật sự không được, hắn lần lượt thử nghiệm các phương thuốc, chung quy có thể tìm tới một thứ thích hợp. Dù sao hiện tại còn cách 30 tuổi còn sớm, hắn cũng không cần quá mức sốt ruột. Rằng có một ngày, bên ngoài bầu trời lại tối đen. Trương Huyền duỗi người, đi ra ngoài. Rời khỏi danh sư đường, hắn một lần nữa trở lại học viện, tiếp tục giúp Lộ Trùng rèn luyện độc thể một lần. Lúc này hắn mới tiến vào phòng học nhỏ, lấy cái linh thạch này ra ngoài. Chương 544, phương pháp giải quyết thai độc tiên thiên 2. Trong hòn đá trong suốt lấp lánh, linh khí chuyển động. Vừa lấy ra khỏi hộp ngọc lập tức khiến người ta một loại cảm giác ấm áp thoải mái. Tu luyện. Đã có công pháp thiên đạo, có linh thạch, hắn cũng không do dự nữa. Tất cả đều là giả, thực lực mới là thật. Có đủ thực lực, cho dù không ngụy trang thành, Dương Huyền, khẳng định người người cũng tôn trọng, không dám chống lại. Đặt ngọc thạch ở trong lòng bàn tay, hắn chắp hai tay lại trước ngực, dựa theo phương thức vận chuyển của công pháp thiên đạo tông sư cảnh bắt đầu tu luyện. Vù 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 vù. Linh khí lập tức giống như nước thủy triều dũng mãnh tràn vào kinh mạch, chuyển hóa thành chân khí thuần chính nhất, chậm rãi tập trung lại về phía bên trong đan điền. Mà tu vi của hắn đã ở dưới linh khí rót vào, liên tục tăng lên. Tông sư sơ kỳ, tông sư trung kỳ. Sau nửa canh giờ, tu vi của hắn lại đạt tới tông sư trung kỳ, cách tông sư hậu kỳ, cũng chỉ thiếu chút nữa. Răng rắc, lại ở thời điểm hắn muốn không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối, trực tiếp trùng kích tông sư hậu kỳ, linh thạch trong lòng bàn tay phát ra một tiếng động, vỡ thành bột phấn. Linh khí trong linh thạch tiêu hao hầu như không còn.
Như thế là không sử dụng được nữa sao? Nhìn hòn đá biến thành bột phấn, đã không có hoàn toàn linh khí, Trương Huyền gãi đầu. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy có linh thạch này giúp hắn trùng kích đến tông sư đỉnh phong cũng không có vấn đề. Hiện tại xem ra, hắn suy nghĩ quá nhiều. Linh thạch tuy nhiều linh khí, nhưng cũng có hạn chế. Đổi lại thành tông sư khác tu luyện, có lẽ quả thật có thể đạt được tông sư đỉnh phong. Hắn lại không giống vậy. Chân khí thiên đạo vô cùng tinh thuần, đối với hấp thu linh khí, cũng có yêu cầu càng cao hơn. Có một chút tạp chất, sẽ không có bất kỳ công dụng nào. Cứ như vậy, linh khí trong một khối linh thạch, có ít nhất hơn phân nửa sẽ lãng phí hết. Có thể giúp hắn tu luyện tới tông sư trung kỳ, đã là rất tốt. Một khối linh thạch không đủ, quốc vương kia bệ hạ không phải muốn ta đi chữa bệnh sao? Thật sự không được, lại chuẩn bị hai khối qua. Lĩnh hội mức độ đột phá của linh thạch, tâm tư Trương Huyền trở nên sinh động. Nếu như quốc vương bệ hạ này có thể lấy ra một viên xem như lễ vật, vậy có khả năng còn có vài cái khác. Có lẽ lấy tới mấy viên, mình có thể dễ dàng đạt được tông sư đỉnh phong. Nắm giữ thực lực như vậy, cho dù không có thân phận danh sư, cũng tuyệt đối có thể xông pha trong Thiên Vũ Vương quốc. Có quyết định, trời vừa sáng, Trương Huyền đã tiện tay ném độc dược cho Lộ Trùng, nói cho hắn biết phương pháp sử dụng, tự nghĩ biện pháp rèn luyện độc thể. Hắn lại rời khỏi lớp học, đi về phía Vương Cung. Thiên Vũ Vương Cung, Thiên Tuyết Bệ Hạ, Phí Hiên Vương Tử chúng ta, từ xa như vậy đặc biệt đến đây, chính là vì cầu hôn Mạc Vũ Công Chúa. Một khi Thiên Vũ và Khôn Càn Vương Quốc chúng ta kết thân, tương trợ lẫn nhau, các vương quốc khác nhất định không dám lại có dự định khác. Trong đại điện, một lão nhân ôm quyền nhìn về phía Mạc Thiên Tuyết trên vương tọa nói. Đó là Nhiên Mộc đặc sứ của Khôn Càn Vương Quốc. Cường giả tông sư đỉnh phong. Bên cạnh hắn là một người thanh niên, dáng vẻ 24, 20 năm tuổi, diện mạo tuấn mỹ, dáng vẻ hiên ngang, tự nhiên cũng đạt tới thông huyền cảnh đỉnh phong. Người thanh niên đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Mạc Vũ Công Chúa cách đó không xa, hoàn toàn không che giấu sự ái mộ của mình. Chỉ có điều, đôi mi thanh tú của Mạc Vũ nhíu lại, hình như không những không có hứng thú đối với vị vương tử này, còn ẩn chứa một chút chán ghét. Nhiên Mộc đặc sứ không cần nóng lòng, Mạc Vũ là hài tử ta sủng ái nhất, hôn sự của nàng lại bàn bạc sau. Không vội không vội. Mạc Thiên Tuyết không từ chối, cũng không đáp ứng. Thiên Tuyết bệ hạ đã nói lời này rất là nhiều lần. Lần này ta cùng vương tử đi qua, chính là để thúc đẩy chuyện này. Nhiên Mộc đặc sứ mỉm cười. Ta nghe nói, man thú trấn quốc của quý quốc xảy ra chút chuyện rắc rối, vẫn sử dụng trận pháp vây khốn. Không biết có thể có chuyện này hay không? Sắc mặt Mạc Thiên Tuyết trầm xuống. Tại sao đặc sứ lại nói ra lời này? Ha ha! Nhiên Mộc đặc sứ nhìn qua. Nếu như Khôn Càn Vương quốc chúng ta có thể biết được chuyện này, hầu như các vương quốc khác khẳng định cũng biết. Bệ hạ chỉ cần đáp ứng đám hỏi liên kết với chúng ta, ta sẽ dâng lên một gốc cây. Thứ này, nói vậy bất kỳ man thú nào cũng không có cách nào từ chối. Thú linh thảo. Mạc Thiên Tuyết nhướng mày. Man thú giống như võ giả, có thực lực thông huyền cảnh, cũng có thực lực tông sư cảnh, còn có chí tôn cảnh. Từng chí tôn, trình độ sinh mạng sẽ phát sinh biến hóa. Lại không gọi là man thú, mà gọi là linh thú. Thú linh thảo là một loại dược liệu sinh trưởng ở nơi linh khí tập trung lại, linh thú đều vô cùng yêu thích, có phần đổ xô vào. Giá trị của loại thú linh thảo này, sợ rằng không thể yếu hơn so với linh thạch. Đương nhiên, chân quý hiếm có cũng không thể khiến cho Mạc Thiên Tuyết chấn động kinh ngạc. Chủ yếu nhất là loại dược liệu này, có tác dụng hòa hoãn cực lớn đối với man thú bị thương bị bệnh. Nếu như có thể dùng quanh năm, man thú cảnh giới chí tôn cũng có cơ hội trùng kích linh thú. Thiên Vũ Vương quốc có thể trở thành vương quốc nhất đẳng, sừng sững không ngã, quan trọng nhất chính là nắm giữ một con man thú trấn quốc nửa bước chí tôn cảnh. Chỉ có điều, hiện tại tình hình của con man thú này không tốt lắm. Hắn kết giao với Trương Huyền, mời hắn hỗ trợ chữa bệnh, cũng chính là vì điều này. Nếu có một gốc cây thú linh thảo, cho dù không có thể trị hết bệnh cho man thú trấn quốc, chí ít cũng có thể giảm bớt. Chỉ có điều, Mạc Vũ là người hắn muốn bồi dưỡng làm quốc vương tương lai. Một gốc cây thú linh thảo đưa ra, làm sao có thể? Hắn đang muốn nói chuyện, đã thấy Mạc Vũ tiến lên một bước. Phụ vương, việc cầu hôn con có thể nói một câu hay không? Cứ nói đừng ngại. Mạc Thiên Tuyết gật đầu. Con người của ta thật ra rất đơn giản. Việc cầu hôn ta cũng không có ý kiến quá lớn. Chỉ có điều, nhìn về phía Phí Hiên Vương Tử cách đó không xa,
thần sắc Mạc Vũ thản nhiên. Ngươi cũng biết ta là một thuần thú sư, tính tình thú sủng của ta không tốt lắm, một khi có người hiện hữu tới gần, nó sẽ tức giận. Nếu như Phí Hiên Vương tử có thể đánh thắng được thú sủng của ta, đáp ứng đám hỏi cũng không tính là gì cả. Đánh thắng thú sủng của nàng, lời này có phải là thật hay không? Ánh mắt Phí Hiên Vương tử nhất thời sáng lên. Đương nhiên. Mạc Vũ khẽ cười, ngoắc tay, một con thanh ưng thú cực lớn lại bay tới, đi tới trước mặt. Chương 545, là đầu óc người có bị bệnh không? 1. Thu. Đầu hất lên, thanh ưng thú mang theo một khí thế cao ngạo. Thanh ưng thú. Phí Hiên Vương tử nhận ra được. Tuy rằng hắn không phải thuần thú sư, đối với man thú vẫn có hiểu biết nhất định. Tuy rằng ở trong man thú bay, loại man thú này được cho không kém, nhưng bị giới hạn bởi thiên phú, thực lực mạnh nhất cũng là thông huyền cảnh đỉnh phong. Hắn cũng là thông huyền cảnh đỉnh phong, phối hợp rất nhiều thủ đoạn, chiến thắng cũng không khó. Hắn thân là vương tử, không chỉ lực lượng tinh thuần, quan trọng hơn học tập đều là võ kỹ cao minh nhất. Nếu như ngay cả một con dã thú chỉ dựa vào man lực cũng chiến thắng không nổi, thật sự quá mất mặt. Hắn khẽ cười, nhìn về phía Mạc Vũ công chúa. Công chúa điện hạ nói có thể làm chủ được không? Chỉ cần ta đánh thắng con thanh ưng thú này, liền đáp ứng hôn sự cùng ta. Ừ. Mạc Vũ công chúa gật đầu. Chỉ có điều, nếu như ngươi thua, vẫn mời lập tức rời đi. Đó là tất nhiên, nếu như ngay cả thú sủng cũng đánh không lại, lại có tư cách gì cưới công chúa? Hai mắt Phí Hiên Vương tử tỏa ánh sáng. Mạc Vũ công chúa lại gia cấp thiên tài nổi danh khắp nơi, còn là đại mỹ nữ, không biết bao nhiêu vương tử điện hạ đều muốn thấy được dung mạo, có thể cùng giai nhân hẹn gặp. Hắn nhắc tới hôn sự, vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới đối phương tự nhiên đưa ra yêu cầu này. Đổi lại thành cái khác, hắn còn không có tự tin quá lớn. Nhưng đối phó với một con man thú có thông huyền cảnh đỉnh phong, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Điện hạ, Nhiên Mộc đặc sứ nhướng mày, không nhịn được nhìn về phía thanh ưng thú trước mắt. Man thú và nhân loại không giống nhau, dựa thân thể, thời điểm không chiến đấu, thực lực cơ bản không nhìn ra. Cho dù hắn đạt được tông sư đỉnh phong, cũng không biết đối phương đến cùng mạnh tới mức nào. Căn cứ vào kinh nghiệm, thanh ưng thú sẽ không vượt quá thông huyền cảnh đỉnh phong. Thực lực như vậy chắc hẳn không phải là đối thủ của vương tử. Nhưng, Mạc Phú công chúa tự tin như vậy, khiến cho trong lòng hắn có chút không nắm chắc. Một con thanh ưng thú mà thôi, không quan trọng. Phí Hiên Vương tử khoát tay áo. Vậy liền bắt đầu đi. Khẽ cười, Mạc Vũ ngoắc tay. Thanh ưng thú kêu to một tiếng chói tai, vọt thẳng về phía trước mặt Phí Hiên Vương tử. Đôi cánh khổng lồ, quét ngang xuống. Lông chim lớn giống như sắt thép, phối hợp với lực lượng mạnh mẽ, còn chưa tới đến trước mặt, trong đại sảnh giống như có một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Mặt đất nham thạch cứng rắn, ở dưới lực lượng trùng kích, xuất hiện vết nứt. Nửa bước tông sư, điều này. Cảm nhận được lực lượng trên cánh đối phương vung vẩy đến, vẻ mặt Phí Hiên Vương tử đang tự tin, thiếu chút nữa thì ngã bổ nhào xuống đất. Thanh ưng thú thành niên không phải cũng chỉ có thông huyền cảnh đỉnh phong sao? Tại sao có thể là nửa bước tông sư? Hơn nữa nhìn mức độ vận dụng lực lượng thuần thục, sợ rằng thăng cấp không phải trong thời gian ngắn. Hai cấp bậc này, tuy rằng chỉ chênh lệch một chút, lực chiến đấu lại kém xa. Trúng kế. Lúc này có ngốc, cũng biết mình bị đối phương lừa gạt. Phí Hiên Vương tử đầy buồn bực, bàn chân bước trên mặt đất một bước, chạy trốn thẳng về phía sau. Bù. Chỉ có điều, hắn còn chưa đi xa, chỉ thấy thanh ưng thú trước mắt, thân thể to lớn nhẹ nhàng thoáng lắc một cái, đã bay vọt không trung, cương chảo mạnh mẽ xé rách lao đến. Con vật này không chỉ có thực lực mạnh, phản ứng cũng nhanh hơn nhiều so với man thú bình thường, một đòn không trúng trực tiếp biến chiêu. Thanh ưng thú có hai tuyệt chiêu lợi hại nhất, cánh quét ngang, cương chảo xé rách. Chiêu thứ nhất thất bại, tiếp đến cánh quét ngang lực lượng, thân thể đột ngột từ mặt đất nhô lên. Bù! Không khí phát ra tiếng nức nở, Phí Hiên Vương tử còn chưa kịp chạy trốn, đã bị cương chảo đánh trúng ngực, đập một cái, bay ngược ra. Một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Ngươi thất bại! Mạc Vũ ngoắc tay, thanh ưng thú bay trở về. Nàng quay đầu lại nhìn về phía vương tử cách đó không xa, thản nhiên nói. Ta! Dẫy dụa đứng dậy, mặt Phí Hiên Vương tử xám như cho tàn. Vốn tưởng rằng dựa vào thực lực của hắn, đối phó với con thanh ưng thú này dễ như trở bàn tay. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, ngay cả một chiêu cũng không chịu đựng nổi, bản thân đã bị đánh trọng thương.
con vật này cũng quá quái dị. Giống như con người, hiểu được phương pháp chiến đấu. Nàng giở trò lừa bịp, thanh ưng thú bởi vì bị giới hạn huyết mạch, chỉ có thông huyền cảnh đỉnh phong. Con này làm sao có thể có nửa bước tông sư? Dùng một đan dược chữa thương, khôi phục được một ít, Phí Hiên vương tử cắn răng, nói. Thua chính là thua, thế nào, đường đường là vương tử điện hạ, còn muốn đổi ý. Vẻ mặt Mạc Vũ công chúa thản nhiên. Con thanh ưng thú này chính là con ban đầu ở thú đường, bị Trương Huyền dùng phương pháp đánh thuần thú thuần phục kia, lấy chân khí thiên đạo tinh lọc huyết mạch, thuận lợi tăng lên tới nửa bước tông sư. Không chỉ có như vậy, chân khí thiên đạo vô cùng tinh thuần của hắn tinh lọc huyết mạch của man thú, suy nghĩ sẽ trở nên càng rõ ràng hơn, càng thông minh hơn. Chính vì vậy, nó có khả năng ở thời điểm chiến đấu, nhanh chóng biến chiêu, dễ dàng nghiền ép Phí Hiên. Ban đầu, thời điểm ở Hồng Liên Thành, Trương Huyền bởi vì có thú sủng cấp bậc nửa bước chí tôn, nó có cũng được không có cũng được, mới ném cho Mạc Vũ, để cho nàng cưỡi trở lại Vương Thành. Tuy rằng không với ký kết khế ước, nhưng cũng có độ tín nhiệm. Đối với lời của nàng, nó tất nhiên nói gì nghe nấy. Ta, sắc mặt Phí Hiên vương tử đỏ lên, muốn phản bác, lại nói không ra lời. Vừa lời nói rất chắc chắn, chỉ cần đánh bại, vứt bỏ ý định cầu hôn. Hiện tại ngay cả hai chiêu của nó còn chưa tiếp được, cho dù ra mặt dày đi nữa, cũng khó mà mở miệng. Hắn đang rầu rĩ không biết trả lời như thế nào, lại thấy một tên thái giám từ bên ngoài đi vào. Bệ hạ, Liễu lão sư của Thiên Vũ học viện cầu kiến. A, Liễu lão sư, mau mời. Ánh mắt Mạc Thiên Tuyết nhất thời sáng lên. Chương 546, là đầu óc người có bị bệnh không? 2. Vâng. Thái giám đi ra ngoài. Hừ. Nhớ tới người đáng giận kia, gương mặt Mạc Vũ thâm trầm. Từ nhỏ đến lớn, luôn luôn đều là người khác vây quanh nàng. Vẫn lần đầu tiên, a, lần thứ hai, nàng bị đãi ngộ như thế. Thu được biểu tình của nữ nhi nhìn ở trong mắt, Mạc Thiên Tuyết cười lắc đầu. Tiểu Vũ, con phải chú ý một chút, cố gắng tạo quan hệ với Liễu lão sư, không nên tùy hứng như vậy. Hắn lại là thí sinh tốt nhất phụ vương xem trọng. Thí sinh tốt nhất. Phí Hiên vương tử và Nhiên Mộc đặc sứ nhìn nhau, từng người đều lộ ra vẻ cảnh giác. Thảo nào vị Thiên Tuyết bệ hạ này vẫn trả lời ba phải. Xem ra đã ở Thiên Vũ Vương Thành hắn đã tìm được một người thích hợp. Hừ, ta thật ra muốn xem thử, hắn đến cùng lợi hại tới mức nào, có thể khiến cho Thiên Tuyết bệ hạ coi trọng như vậy. Phí Hiên vương tử híp mắt lại, đối với Liễu lão sư vẫn chưa thấy qua, hắn tràn ngập sự thù địch. Ánh mắt Nhiên Mộc đặc sứ cũng có phần nghiêm trọng. Bọn họ vừa tới Thiên Vũ Vương Thành, cũng không biết chuyện Liễu lão sư đại triển thần uy, giải quyết 19 tạp chứng nghi vấn khó xử lý. Chỉ có điều, có thể khiến cho Thiên Tuyết bệ hạ coi trọng như vậy, khiến cho hắn cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía bên ngoài điện, hắn lập tức nhìn thấy được một người thanh niên đi theo phía sau thái giám đi tới. Thông huyền cảnh sơ kỳ. Nhiên Mộc đặc sứ và Phí Hiên vương tử liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhướng mày. Còn tưởng rằng là một thanh niên tài tuấn thế nào, không nghĩ tới thực lực kém như vậy, chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ. Người như thế ở loại địa phương nhỏ Thiên Huyền vương quốc này, xem như là rất mạnh, nhưng ở phạm vi vương quốc nhất đẳng, chỉ có thể cho là bình thường. Bệ hạ, đi vài bước đến đại sảnh, vị người thanh niên là Liễu lão sư này tùy ý ôm quyền. Ách, nhìn thấy được hành động của hắn, hai người đầu đầy mê hoặc. Tình huống bình thường, nhìn thấy được quốc vương bệ hạ, thế nào cũng phải hành lễ. Cho dù không phải lễ quân thần, từng tuổi này cũng phải làm lễ vãn bối. Người này thì hay rồi, trực tiếp làm một lễ ngang hàng. Người này chừng 20 tuổi, chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ, đối với quốc vương bệ hạ tông sư đỉnh phong, làm lễ ngang hàng. Rốt cuộc hắn Seto thân phận gì? Thiên Vũ Vương Thành, ba gia tộc lớn, vô số vương công đại thần. Không có nghe nói tới nhân vật nào có mặt mũi, họ Liễu cả. Nhiên Mộc đặc sứ càng không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả man thú trấn quốc của Thiên Vũ Vương quốc thân thể có bệnh nhẹ, bọn họ đều có thể điều tra rõ ràng. Thế lực phân bố trong vương thành, bọn họ tất nhiên cũng biết rất nhiều, nhưng chưa từng nghe qua thế lực lớn nào họ Liễu. Ngay cả danh sư đường cũng không có nghe nói có danh sư gì họ Liễu. Lại nói, nếu quả thật là danh sư, lại không thể gọi là Liễu lão sư, mà là Liễu sư. Liễu lão sư, ta thật sự đợi đã lâu, còn tưởng rằng ngày hôm qua sẽ tới. Không nghĩ tới, hôm nay mới đến. Mạc Thiên Tuyết cười gượng nhìn qua.
Đối phương là thiên tài y đạo, đường đường là hội trưởng của nghiệp đoàn y sư. Cho dù hắn là quốc vương bệ hạ, cũng không có tư cách dục, chỉ có thể chờ. Chỉ là không nghĩ tới vừa chờ lại hơn một ngày. Ngày hôm qua có việc. Trương Huyền gật đầu, nhìn qua. Ngày hôm qua ta đã nói qua, có thể trị bệnh giúp cho ngươi một lần. Ai có bệnh, gọi hắn ra đây. Sau khi nói xong, hắn nhìn quanh một vòng, mắt rơi vào trên người Phí Hiên Vương Tử, Nhiên Mộc Đặc Sứ. Bị hắn vừa nhìn, lông mày Phí Hiên Vương Tử lại giật mạnh. Ban đầu, hắn đối với người này đã khó chịu, lúc này người này nói xong có bệnh lập tức nhìn qua, khiến cho hắn thiếu chút nữa thì bùng nổ. Liễu lão sư đúng không? Sắc mặt hắn trầm xuống, đi lên. Trương Huyền nghi ngờ. Tại hạ nhị vương tử của Khôn Càn Vương Quốc, Phí Hiên, ngày hôm nay cố ý tới cầu thân Mạc Vũ công chúa. Nói đến cầu thân, hắn cố ý nhấn mạnh, muốn xem thử biến hóa của đối phương, lại phát hiện vẻ mặt đối phương đờ đẫn, hình như căn bản không quan tâm. Lông mày hắn nâng lên, hừ một tiếng, nói. Ngươi đã là người được bệ hạ và công chúa lựa chọn, có dám cùng ta so đấu hay không? Ngươi được lựa chọn. Trương Huyền giống như hòa thượng sờ không thấy tóc. Ngươi cầu hôn là chuyện của ngươi, ta trị bệnh là chuyện của ta. Đầu óc của người này có phải có vấn đề hay không? Vừa xuất hiện, lại muốn so đấu một trận. Lại nói, ngươi được lựa chọn là có ý tứ. Hắn đang nghi ngờ. Đột nhiên trong đầu có linh quang lóe lên, liền hiểu được. Không phải Mạc Thiên Tuyết mời hắn sang đây xem bệnh sao? Người này nói năng bừa bãi, sợ rằng chính là bệnh nhân kia. Ừ, bệnh tâm thần, chắc hẳn là chứng bệnh khó có thể trị liệu trên thân thể. Vừa vặn có thể nhân cơ hội nói ra khó khăn, vơ vét tài sản một chút, xem thử có thể lấy thêm vài khối linh thạch hay không. Hắn chủ động qua chữa bệnh, chính là vì linh thạch. Cho dù vị bệnh nhân này không nặng, cũng phải cố ý nói lợi hại một chút. Nếu không, hắn không biết xấu hổ lấy tiền như vậy sao? Chỉ có điều, thấy dáng vẻ người này nói chuyện không đâu, chắc hẳn là bệnh rất nặng. Lừa gạt đối phương 2-3, khối linh thạch, giá trị với số tiền này. Suy nghĩ cẩn thận những điều này, vẻ mặt Trương Huyền thỏa mãn liếc mắt nhìn Phí Hiên Vương Tử, gật đầu. Lúc này hắn mới dường như suy nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Mạc Thiên Tuyết. Bệ hạ, bệnh nhân này rất nghiêm trọng. Đầu óc có bệnh, thuộc về vấn đề tinh thần, nếu so với trị liệu bình thường còn phiền phức hơn, có khả năng cần phải tiêu tốn không ít công phu. Phụt, còn tưởng rằng hắn gật đầu là đáp ứng so tài, Phí Hiên Vương Tử đang muốn nói chuyện. Nghe được câu này, một ngụm máu tươi phun ra, thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Đầu óc người mới có bệnh, cả nhà đều có bệnh. Chương 547, cam tâm bị đòn thanh ưng thú 1. Làm càn. Nghe đối phương nói thẳng bản thân vương tử đầu óc có bệnh, sắc mặt Nhiên Mộc Đặc Sứ trầm xuống. Vương tử nhà chúng ta, thân thể khỏe mạnh, người nói bậy bạ gì đó. Thân thể khỏe mạnh. Trương Huyền kỳ quái. Cái này, chẳng lẽ là ngươi có bệnh? Mạc Thiên Tuyết bệ hạ đặc biệt mời hắn sang đây khám bệnh, tự nhiên có người có vấn đề. Hôm qua hắn mới gặp bệ hạ và Mạc Vũ, không có khả năng có việc. Đại điện này chỉ còn lại 2 người. Không phải bọn họ thì là ai? Ngươi! Nhiên Mộc Đặc Sứ tức thiếu chút nữa phun máu, sắc mặt đỏ lên. Hắn vung tay áo một cái, quay đầu lại nhìn về phía vương tọa. Thiên Tuyết bệ hạ, cái này chẳng lẽ chính là đạo đãi khách của Thiên Vũ Vương quốc các ngươi sao? Vương tử điện hạ chúng ta, mặc dù không phải là thái tử, nhưng cũng quyền cao chức trọng, được bệ hạ thân phong làm thân vương. Các ngươi phái một người tùy tiện sỉ nhục, chẳng lẽ là khiêu khích về phía Khôn Càn Vương quốc chúng ta? Nhiên Mộc Đặc Sứ không cần nổi giận. Cũng không nghĩ tới vị Liễu lão sư này sẽ nói thẳng ra lời này, trên mặt Mạc Thiên Tuyết xấu hổ một hồi, vội vàng giải thích. Liễu lão sư là người được ta đặc biệt mời đi tới trị liệu chứng bệnh, không biết hai vị, trong lúc vô ý mới mạo phạm, mong hãy thứ lỗi. Nói xong, vội vàng nhìn về phía Trương Huyền. Liễu lão sư, hai người bọn họ là khách của vương quốc, không phải bệnh nhân. A, Trương Huyền gật đầu. Nghi ngờ liếc mắt nhìn Phí Hiên Vương Tử. Không phải bệnh nhân, nói bừa bãi như thế. Xem ra Khôn Càn Vương quốc này cũng chỉ bình thường thôi. Tự nhiên để cho một người đầu óc có vấn đề lên làm thân vương. Nhìn thấy được ánh mắt hắn, Phí Hiên Vương Tử thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Người đây là có ý gì? Ánh mắt tràn ngập thương hại là cái quỷ gì? Ta đường đường là vương tử, dưới một người, trên vạn người. Là thần tượng được vô số người sùng bái, còn cần tới ngươi thương hại sao?
hắn tức sắp bùng nổ. Mạc Phú công chúa đứng ở một bên, đôi mắt mở to nhìn, thiếu chút nữa thì bật cười. Thảo nào người này có thể làm cho mình tức giận như vậy. Thủ đoạn kéo thù hận của hắn thật sự quá mạnh. Hai câu khiến cho Phí Hiên vương tử trầm ổn lại tức giận tới mắt ửng đỏ, muốn giết người. Điều này cũng thật khiến cho người ta choáng váng. Ban đầu, nàng vẫn có chút ý kiến đối với người này. Thấy hắn nhanh như vậy lại khiến cho Phí Hiên vương tử tức muốn bùng nổ, nàng nhất thời thỏa mãn gật đầu. Cố nén lửa giận sắp bùng nổ, Phí Hiên vương tử lạnh lùng nhìn qua chăm chú. Không dám so tài, thì trực tiếp mở miệng, bớt tìm lý do nào khác đi. Vừa rồi ở trước mặt công chúa, hắn bị mất mặt. Lúc này lại bị người này cười nhạo, lửa giận từ lâu đã khó có thể kiềm chế. So tài, so cái gì? Thấy người này vừa đến lại không ngừng lôi kéo mình so tài, Trương Huyền có chút buồn bực. Ta trị bệnh của ta, người cầu hôn của ngươi, có quan hệ với ta cái lông. Muốn so tài? Rất đơn giản. Mạc Vũ công chúa vừa chính miệng nói, muốn để cho nàng tiếp nhận cầu thân, trước hết phải đánh bại thú sủng của nàng. Nếu như ngươi có thể đánh bại, ta lại thừa nhận thua. Có dám so đấu hay không? Phí Hiên vương tử lạnh lùng cười, vung tay áo một cái. Mới vừa rồi, ở trên thân con thanh ưng thú kia, hắn bị mất mặt lớn như vậy. Người này đụng vào, tất nhiên cũng sẽ không thể sống tốt. Dù sao quy định là do Mạc Vũ công chúa đưa ra. Nếu như ngươi cũng không có cách nào thông qua, ta xem qua một hồi nữa, Mạc Thiên Tuyết trả lời như thế nào. Về phần Trương Huyền có thể thông qua, hắn căn bản là chưa từng nghĩ tới. Hắn đường đường là thông huyền cảnh đỉnh phong, còn bị con man thú này dùng hai chiêu đánh bại. Người trước mắt này, chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ, làm sao có thể chống đỡ được cấp bậc nửa bước tông sư công kích. Đánh bại man thú. Trương Huyền quay đầu lại nhìn sang. Lúc này mới chú ý tới con thanh ưng thú của Mạc Vũ. Hắn thay đổi dáng vẻ và khí tức, cho dù man thú mẫn cảm, cũng không nhận ra được. Không sai, không dám, ta khuyên ngươi đừng tiếp tục quấn quýt lấy Mạc Vũ công chúa. Nàng đối với loại người nhu nhược như ngươi, không có hứng thú. Khóe miệng Phí Hiên vương tử cong lên. Cái này, Trương Huyền đang tính mặc kệ người tự cho mình là đúng này, chỉ xong bệnh sẽ rời đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Hắn không phải là vương tử gì đó sao? Chắc hẳn là, cũng có linh thạch. Nghĩ vậy, thoạt nhìn người này lại không mấy đáng ghét nữa, trái lại giống như là một đống bảo tàng. Đánh bại con man thú này đối với ta mà nói, không tính là gì cả. Chỉ có điều, nếu ngươi muốn so đấu, chung quy phải có chút tiền đặt cược. Tiền đặt cược? Phí Hiên vương tử sửng sốt. Người thất bại. Mất đi tư cách truy đuổi Mạc Vũ công chúa, chẳng lẽ không phải là tiền đặt cược? Như vậy đi, chúng ta là người tu luyện, linh thạch tương đối quan trọng. Nếu như ta có thể đánh bại con man thú này, ngươi thua cho ta một viên linh thạch. Nếu như không có cách nào thành công, ta thua ngươi một viên, có dám hay không? Khóe miệng Trương Huyền nâng lên, cười khanh khách nhìn qua. Linh thạch, đồng tử của Phí Hiên vương tử co lại. Thứ này vô cùng trân quý. Cho dù hắn là vương tử, cũng chỉ có một viên. Còn là vì phụ vương trợ giúp hắn trùng kích nửa bước tông sư, đặc biệt ban thưởng. Bởi vì tu vi không tích lũy đủ, hắn vẫn không nỡ mang ra sử dụng. Cầm thứ này đi đặt cược. Thế nào, không dám sao? Không dám thì thôi, vừa vặn ta cũng không có hứng thú đối phó với man thú gì. Trương Huyền duỗi người, bộ dạng thiếu đánh. Ngươi, có gì không dám? Thấy bộ dạng này của hắn. Phí Hiên vương tử không thể tiếp tục kìm chế được, khoát tay chặn lại. Đánh cược thì đánh cược. Điện hạ, Nhiên Mộc đặc sứ không nhịn được khuyên can. Chương 548, cam tâm bị đòn thanh ưng thú 2. Linh thạch thứ này, cho dù là vương thất của Khôn Càn vương quốc cũng rất ít ỏi. Phí Hiên vương tử thân là thân vương, mới có tư cách được ban tặng một quả. Lấy cái này ra đặt cược, khó tránh khỏi có chút quá lớn. Yên tâm. Hắn chỉ là phô trương thanh thế thôi, ta không tin thông huyền cảnh sơ kỳ nho nhỏ, có thể chiến thắng được man thú nửa bước tông sư. Phí Hiên vương tử hừ một tiếng nói. Tu vi trong đó chênh lệch như biển lớn, nhất là nửa bước tông sư đã lĩnh ngộ khí độ tông sư. Thông thường một người nửa bước tông sư, 4 năm thông huyền cảnh đỉnh phong cũng không chiến thắng nổi, càng chưa nói tới một sơ kỳ nho nhỏ. Thật muốn chiến đấu, tuyệt đối là bị giết chết trong nháy mắt. Liễu lão sư này cố ý đánh cược, rất đơn giản, chính là đang hù dọa hắn. Cổ tay hắn lật một cái hộp ngọc xuất hiện.
Sau khi mở ra, một hòn đá trong suốt lấp lánh, bình phương trong đó, tản ra linh khí nồng đậm. Linh thạch của ta ở chỗ này, không biết của ngươi ở đâu. Cầm linh thạch ở trong lòng bàn tay, Phí Hiên Vương tử nhìn qua. Của ta, ta đương nhiên có, thua, nhất định sẽ giao cho ngươi. Trương Huyền nói, không tin ngươi có thể hỏi bệ hạ một chút. Linh thạch của hắn đều bị hấp thu sạch, biến thành bụi phấn, tất nhiên không lấy ra được. Chỉ có điều, nếu nói không có, đối phương có khả năng lại khiếp sợ đến mức không thể so đấu. Liễu lão sư quả thật có một viên, là lễ vật ta tặng ngày hôm qua. Tuy rằng vị Liễu lão sư trước mắt này kỳ quái, không đáng tự tin, Mạc Thiên Tuyết có chút do dự, vẫn gật đầu. Được. Phí Hiên Vương tử khoát tay chặn lại. Vậy thì mời, Mạc Phú công chúa, vẫn hy vọng nàng đừng để man thú hạ thủ lưu tình. Nếu không, quy định nàng nói trước đó, cũng đừng trách ta không đi tuân thủ. Hắn cố ý để cho Trương Huyền khiêu chiến, thứ nhất muốn sỉ nhục người này một hồi. Thứ hai, hắn cũng muốn xem thử phản ứng của Mạc Vũ công chúa. Nếu như hắn cũng thua, ta xem nội bộ các nàng còn quyết định, xem trọng thế nào. Đôi mi thanh tú của Mạc Vũ công chúa thoáng nhíu lại, không nhịn được mở miệng. Liễu lão sư, người suy nghĩ kỹ càng, con thanh ưng thú này của ta đã đạt được cấp bậc nửa bước tông sư. Nếu thật sự để cho thanh ưng thú cấp nửa bước tông sư động thủ, hắn chỉ có tu vi thông huyền cảnh sơ kỳ, nhất định là không chống đỡ được. Phụ vương có ý muốn qua lại thân thiết với hắn, còn chưa có quan hệ tốt được, hắn đã bị thú sủng của mình đánh bị thương. Tiếp sau còn muốn làm tốt quan hệ, lại không quá dễ dàng. Nàng nói chưa dứt lời, Phí Hiên Vương tử ở bên cạnh đã sắp tức tới bùng nổ. Thời điểm bảo ta và con vật này so đấu, nàng vui vẻ đồng ý, hưng phấn và tự đắc. Vừa nghe được hắn so đấu, lại lập tức do dự. Đây là có ý tứ. Đánh cược ta đã nhận, hiện tại đổi ý, lại đại biểu cho thua. Mạc Phú công chúa cũng không hy vọng vị Liễu lão sư này còn chưa bắt đầu so tài, đã thất bại thảm hại. Phí Hiên Vương tử hừ một tiếng, nói. Đa tạ công chúa nhắc nhở, nửa bước tông sư thì nửa bước tông sư. Trương Huyền nhìn Mạc Vũ gật đầu, tiếp đó, hắn lại nhìn về phía Phí Hiên Vương tử. Ta sẽ cùng con thanh ưng thú này so đấu, chỉ có điều, ta muốn hỏi trước một chút, thế nào là đánh bại? Đánh bại chính là đánh con thanh ưng thú không dám đấu với ngươi nữa. Phí Hiên Vương tử chắp hai tay ở sau lưng. Ta đã biết. Trương Huyền gật đầu, dùng ngón tay ngoắc thanh ưng thú cách đó không xa. Ngươi qua đây, để cho ta đánh một trận, ta đánh không dám phản kháng là được rồi. Khụ khụ. Nghe hắn nói như thế, không chỉ Mạc Vũ công chúa, ngay cả Mạc Thiên Tuyết bệ hạ trên vương tọa, thân thể cũng thoáng lắc lư một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Man thú trời sinh tính tình hung bạo, tức giận nhất chính là bị khiêu khích. Ngươi ngoắc ngón tay, hơn nữa nói ra lớn lối như vậy. Sẽ không sợ bị đối phương một cánh đánh chết sao? Tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Phí Hiên Vương tử bốn đang lo lắng người này sử dụng âm mưu quỷ kế gì, lại nghe được hắn nói loại lời khiêu khích này, lập tức hưng phấn, hai mắt tỏa sáng. Hắn không khiêu khích, còn thiếu chút nữa bị đánh một trận tới chết. Vừa nói như vậy, không phải là đâm đầu vào chỗ chết thì làm gì? Có thể dự đoán được, con thanh ưng thú này nhất định sẽ lập tức nổi giận, hung hăng đập nát đầu của người này. Thu! Quả nhiên, loại ý nghĩ này vừa kết thúc, mắt con thanh ưng thú trước mắt lập tức đỏ lên, ngân dài một tiếng, tiếng động vang vọng chín tầng trời. Bù! Cánh lớn vung lên, lập tức từ phía sau lưng Mạc Vũ vọt ra ngoài. Cẩn thận! Cùng con thanh ưng thú này ở chung lâu như vậy, đây coi như là lần thứ hai nàng nhìn thấy nó nổi giận như thế. Lần đầu tiên là ở thú đường, bị Trương Sư khiêu khích. Chỉ là, Trương Sư người ta nắm giữ thực lực chân chính. Người này, chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ, giả vờ cái gì mà giả vờ. Thật sự muốn một cánh bị đánh chết, người của nghiệp đoàn y sư còn không qua đây làm ầm ĩ muốn lật trời sao? Nàng đang nghĩ ngợi có nên quát thanh ưng thú, để cho nó hạ vốt lưu tình. Nàng lập tức trợn tròn mắt, thân thể thoáng lắc một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Ngay cả Phí Hiên Vương tử vẻ mặt đang đắc ý, cho rằng người trước mắt này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng cảm thấy trước mắt tối sầm. Chỉ thấy khí thế thanh ưng thú hung hăng, cánh mở tới đi tới trước mặt Liễu lão sư, dùng miệng lôi kéo nắm đấm của hắn, không ngừng đưa về phía trên người của mình. Xem ra, là chủ động yêu cầu người thanh niên động thủ đánh nó. Ngươi không phải là bị hắn sỉ nhục, khí thế hung hăng muốn giết người sao?
không phải là không muốn từ bỏ ý định sao? Đây là giở trò quỷ gì? Càng hãm hại phụ thân chính là, nhìn thấy được quả đấm đối phương siết chặt, lập tức dừng động tác, cánh mở, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không phản kháng, cũng không tránh né. Trong ánh mắt nó trái lại lộ ra một thần sắc chờ mong, khát vọng. Rất rõ ràng, nó đang chờ bị đánh. Bị vũ nhục một trận, không động thủ với hắn, còn chờ mong, khát vọng. Phí Hiên Vương Tử chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi ở nơi cổ họng không ngừng cuồn cuộn, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang phát sinh không? Chương 549, Trương Huyền thân phận để lộ một. Thấy thái độ này của Thanh Ưng Thú, Trương Huyền cũng bất đắc dĩ một hồi. Vừa rồi đối phương xông lại, hắn lập tức khai thông khế ước, chứng minh thân phận. Kết quả, lại xuất hiện cảnh tượng trước mắt. Hắn thoáng sửng sốt một chút, rất nhanh lại hiểu rõ, vì sao nó biến thành bộ dạng này. Trước đây nó bị điên cuồng đánh một trận, huyết mạch của nó nhận được sự tinh lọc, lúc này mới thuận lợi thăng cấp nửa bước tông sư. Hiện tại biết vị trước mắt này chính là chủ nhân, không cam tâm tình nguyện bị đánh mới là lạ. Thấy hai mắt nó nheo lại, dáng vẻ đầy hưng phấn chờ đợi mình điên cuồng đánh, Trương Huyền bị sặc nước bọt một cái, bất đắc dĩ nhìn qua. Cái này, ngươi xem, nó không dám cùng ta đối đầu, tính là ta thắng chứ. Mạc Thiên Tuyết, Mạc Vũ. Trước mắt Phí Hiên Vương Tử tối sầm. Đối phương vừa hỏi qua, thế nào tính là thắng? Hắn nói lời chắc chắn cho đối phương biết, đánh cho nó không dám đối đầu, xem như là thắng. Nhưng, bây giờ còn chưa bắt đầu đánh, con Thanh Ưng Thú này lại cam tâm tình nguyện, không dám đối đầu, chờ bị đánh. Đây tính là cái gì? Hát đôi sao? Ta biết rồi. Phí Hiên Vương Tử siết chặt nắm đấm, đang muốn nổi giận. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, trong mắt chợt lóe sáng. Ngươi và Mạc Vũ công chúa đã sớm quen biết, con Thanh Ưng Thú này quen thuộc với ngươi, đương nhiên không dám đối đầu. Ngươi làm vậy là giở trò xấu. Vừa rồi con Thanh Ưng Thú này kiêu ngạo hận không thể lột da hắn ra. Hiện tại nó lại thông minh linh lợi giống như chó Nhật. Rất rõ ràng, nó đã sớm nhận ra Liễu lão sư này. Làm không tốt, quan hệ vô cùng mật thiết. Bằng không, làm sao có thể ngay cả phản kháng cũng không phản kháng, trực tiếp thể hiện ra bộ dáng này. Thật ra không chỉ hắn kịp phản ứng, Nhiên Mộc Đặc Sứ, thậm chí Mạc Thiên Tuyết cũng đều suy đoán như vậy. Chỉ có Mạc Vũ biết, con Thanh Ưng Thú này tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy vị Liễu lão sư này. Trước đó, nó không có khả năng quen biết được. Nói lời khiến người ta tức chết, thiên phú tuyệt hảo, y thuật cao minh, biết ngụy trang. Còn cùng Thanh Ưng Thú thiên thiết như thế. Ta trước đó tại sao lại không nghĩ tới? Linh quang lóe lên, thân thể Mạc Vũ run lên. Trước đó, nàng quá tin tưởng vào tin tức của danh sư Đường và phụ vương đưa cho, tận mắt nhìn thấy được vị Liễu lão sư hiện tại và vị kia hoàn toàn không có chút nào tương tự, cũng không mấy nghi ngờ. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, nàng xem như đã hiểu được. Người khác không biết, nhưng nàng lại biết rất rõ. Vị kia đối với y thuật cũng vô cùng tinh thông. Ban đầu ở Hồng Liên Thành, hắn đã từng thể hiện. Tiện tay giải quyết ngay cả chứng bệnh ngay cả đám người Mộc Hoành hội trưởng cũng không có cách nào giải quyết, thủ đoạn kinh người. Giải quyết một tường nghi vấn khó xử lý, chắc hẳn cũng không khó khăn. Thảo nào nàng còn kỳ quái, thế nào Thiên Vũ Vương Thành thoáng cái xuất hiện hai thiên tài cấp lợi hại như vậy? Hóa ra, là cùng một người. Mới vừa rồi là ngươi muốn đánh cược, không phải ta ép buộc ngươi. Không biết nữ hài trước mắt đã đoán ra được thân phận thực sự của hắn, nhìn về phía vương tử trước mắt, vẻ mặt Trương Huyền khinh bỉ. Ngươi không biết là luyến tiếc linh thạch, hao không dám thừa nhận thua. Ngay cả một quả linh thạch cũng không thua nổi, thật là một quỷ nghèo. Ngươi, sắc mặt Phí Hiên vương tử đỏ lên. Hắn đường đường là vương tử, bị người trực tiếp mắng thành quỷ nghèo, không thua nổi. Toàn thân hắn cũng sắp bùng nổ. Nhưng bây giờ xét việc thực mà nói, hắn thật sự thua. Là do hắn yêu cầu so tài, nội dung cũng do hắn xác nhận. Thậm chí kết quả cũng nghiêm khắc dựa theo lối nói của hắn. Không quan tâm từ phương diện nào, hắn đều thua, không tìm được bất kỳ lý do gì để đùn đẩy. Thua thì thua, ta vẫn sẽ không thể không tiếp nhận. Bàn tay run lên, đưa hộp ngọc tới, Phí Hiên vương tử siết chặt nắm đấm. Họ Liễu kia, người thắng ta một lần, có dám cùng ta lại đánh cược một lần nữa hay không? Đặt cược vẫn là cái linh thạch này. Đánh cược gì? Trương Huyền nhìn qua. Rất đơn giản, người không chấp nhận bản thân dở trò xấu giành chiến thắng cũng không sao,
có dám cùng ta luận võ công bằng hay không? Phí Hiên Vương tử cắn răng. Hắn thật sự nổi giận. Ngươi dở trò xấu mới có thể khiến cho Thanh Ưng thú cam tâm tình nguyện bị đánh. Xem ngươi làm sao có thể thắng được ta. Đường đường là thông huyền cảnh đỉnh phong, đối phó với một sơ kỳ, vẫn có tự tin rất lớn. Tỷ thí công bình, thật ra có thể. Chỉ có điều, ngươi có tiền đặt cược sao? Nếu như không có linh thạch, xem như thôi. Trương Huyền nói. Thông huyền cảnh đỉnh phong mà thôi, thời điểm cấp tương đồng, hắn có thể dễ dàng nghiền ép, huống gì hiện tại. Chỉ có điều, không có lợi, hắn lười cùng đối phương động thủ. Ta! Sắc mặt Phí Hiên Vương tử đỏ lên. Hắn chỉ có một viên linh thạch, chính là cái trước mắt này. Kết quả bị đối phương thắng được, nếu còn muốn đánh cược, cũng mất. Không có đồ đặt cược, ai cùng ngươi so đấu. Không có thì thôi, ta còn có việc phải bận rộn. Thấy biểu tình này của hắn, Trương Huyền khoát tay áo. Không có linh thạch, ai cùng ngươi mù quáng lăn qua lăn lại gì. Nhân vật nhỏ của thông huyền cảnh đỉnh phong mà thôi. Ta không có viên linh thạch thứ hai, nhưng còn có thứ có thể so sánh được với linh thạch. Nhìn thấy được bộ dạng đối phương không có tiền đừng tìm ta, Phí Hiên Vương tử tức tới nghiến răng nghiến lợi. Cổ tay hắn lật một cái hộp ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng mở ra, nhất thời một linh khí xông thẳng đến. Linh khí là từ trên một gốc cây dược liệu tản ra. Đúng là bụi thú linh thảo hắn mang đến. Điện hạ, không nghĩ tới Phí Hiên Vương tử tức giận, sử dụng thứ này đánh cược, Nhiên Mộc đặc sứ vội vàng khuyên can. Bụi dược liệu này có tác dụng cực lớn đối với man thú. Nếu như không thể làm đám hỏi, rơi xuống trong tay Thiên Vũ Vương quốc, chẳng khác nào tai họa. Ngày hôm nay ta không lấy máu rửa nỗi sỉ nhục, sau này còn làm thế nào gặp người. Phí Hiên Vương tử cắt ngang lời của đối phương. Chương 550, Trương Huyền thân phận để lộ 2. Bị một lão sư không biết từ nơi nào xuất hiện luân phiên đánh vào mặt, còn thua mất một viên linh thạch, sớm đã không nhịn được. Nếu như không báo thù, thật sự để tin tức truyền quay lại, hắn còn mặt mũi nào làm vương tử, kết thân vương. Như thế nào, có dám đánh cược hay không? Đóng hộp ngọc lại, Phí Hiên Vương tử lạnh lùng nhìn qua. Người đây là, thú linh thảo. Có chút do dự, Trương Huyền không nhịn được nói. Tất cả sách của nghiệp đoàn luyện đan sư của Thiên Huyền Vương quốc có liên quan tới dược liệu, hắn đều dung nhập trong đầu. Bụi dược liệu này tuy rằng chân quý, nhưng cũng có thể đủ nhận ra. Không sai, gốc cây thú linh thảo này đã chừng mấy trăm năm, giá trị to lớn, có thể so với linh thạch, thậm chí còn vượt qua. Hiện tại ta lấy cái này xem như đồ đặt cược, tới ép linh thạch của ngươi. Ngươi có đánh cược hay không? Phí Hiên Vương tử nói. Cái này, thú linh thảo tuy rằng chân quý, nhưng đối với ta lại vô dụng. Ta chỉ cần linh thạch, nếu có linh thạch, ta lại cùng ngươi đánh cược. Trương Huyền nói. Thú linh thảo chỉ có tác dụng đối với man thú. Trong đó tuy rằng ẩn chứa linh khí sung túc, hắn lại không thể hấp thu. Nói thật, cho dù thắng nổi, cũng lãng phí. Giúp man thú thăng cấp, thú linh thảo lợi hại hơn nữa cũng kém hơn so với chân khí thiên đạo của hắn, cần gì bỏ gần tìm xa. Ngươi, thấy lấy ra vật chân quý như thế, đối phương vẫn ra sức khước từ, Phí Hiên Vương tử chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận đang sôi trào ở trong ngực, sắp nổ tung. Thiên Tuyết bệ hạ, gốc cây thú linh thảo này có thể thế chấp với hai linh thạch của quý quốc hay không? Thú linh thảo hiếm có vô cùng, đương nhiên có thể. Ánh mắt Mạc Thiên Tuyết nhất thời sáng lên. Thứ này vừa rồi hắn đã muốn, đáng tiếc đối phương không lấy ra, hắn cũng không tiện cướp giật. Hiện tại đối phương lại muốn mang ra thế chấp lấy linh thạch, hắn lập tức kích động một hồi. Ngươi nghe cho rõ, gốc cây thú linh thảo này, có thể thế chấp lấy hai linh thạch. Nếu như ta thua, ngươi lấy đi dược liệu, có thể trực tiếp trao đổi với Thiên Tuyết bệ hạ. Nếu như ta thắng, ta muốn ngươi không chỉ trả lại linh thạch vừa thắng cho ta, còn phải bồi thường một viên nữa. Ngươi, có dám nhận hay không? Phí Hiên Vương tử nghiến răng nghiến lợi. Thứ này thế chấp được hai linh thạch, được. Mắt Trương Huyền cong thành hình trăng lưỡi liềm. Hắn đang giàu dĩ về không lấy được linh thạch vào tay, người này lại chủ động đưa tới cửa, thật là người quá tốt. Mạc Vũ ở một bên vỗ trán một cái. Nếu như suy đoán của nàng là thật, vị trước mắt này lại là cường giả tông sư cảnh, còn là danh sư nhị tinh. Ngươi là một nhân vật nhỏ thông huyền cảnh đỉnh phong, khiêu chiến với danh sư nhị tinh. Khụ khụ, thực sự là người không biết không sợ, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết hắn nhất định phải thua. Vẻ mặt nàng đang bất đắc dĩ,
liền nghe được tiếng truyền âm phụ vương vang lên ở bên tai. Tiểu Vũ, Liễu hội trưởng, này không có vấn đề chứ? Nàng biết thân phận của đối phương, Mạc Thiên Tuyết còn không biết sự tình, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Hắn thấy, vị Liễu lão sư này cũng chỉ có thuật chạy chữa cao minh, tu vi chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ, lực chiến đấu khẳng định không tốt. So với vương tử thông huyền cảnh đỉnh phong, sợ rằng chênh lệch khá xa. Yên tâm đi, chờ xem là được. Mạc Vũ lắc đầu. Nếu như người này thực sự là Trương Huyền, phụ vương cũng không nhất định có thể là đối thủ của hắn, càng chưa nói tới người này. Ừ. Trong lòng Mạc Thiên Tuyết tuy rằng kỳ quái, nhưng hắn biết nữ nhi là danh sư, năng lực quan sát kinh người, cũng không hỏi thêm nữa. Nếu đáp ứng, vậy liền bắt đầu đi. Vốn đang sợ đối phương không đáp ứng, chuẩn bị thật nhiều lý do thoái thác, không nghĩ tới hắn trực tiếp đáp ứng. Phí Hiên vương tử thoáng sửng sốt một chút, không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần người này dám đáp ứng, lại dám lặng lẽ hạ thủ nặng, khiến cho hắn sau này phải hối hận vì đã đắc tội mình. Thời gian của ta có hạn, cũng không cần tìm nơi khác nữa, lại ở trong này đi. Trương Huyền nói, tự mình đâm đầu vào chỗ chết, cũng đừng trách ta. Trên mặt Phí Hiên vương tử lộ ra vẻ dữ tợn, trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay mở ra, lại tung người lao về phía Trương Huyền. Vù vù, người chưa đến, chân khí thông huyền cảnh đỉnh phong đã đập vào mặt, giống như thổi lên cơn lốc, đánh nát mặt đất nham thạch. Không thể không nói, vị Phí Hiên vương tử này thoạt nhìn kiêu ngạo, quả thật có bản lĩnh kiêu ngạo, trong cùng cấp bậc, xem như là đỉnh phong. Chắc hẳn phải sử dụng chiêu số nào đó, không lộ ra thực lực, lại có thể giáo huấn người này một trận. Thấy hắn xông lại, Trương Huyền có chút do dự. Hiện tại hắn ngụy trang thành Liễu Trình, chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ. Nếu như dễ dàng đánh bại người này, nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Chắc hẳn phải dùng phương pháp gì, cũng không hiện ra thực lực, lại có thể dễ dàng giải quyết người này. Đang suy tư, hắn lại thấy có bóng xám lóe lên. Phí Hiên vương tử còn chưa đến trước mặt Trương Huyền, trước mắt hắn lại xuất hiện thêm một móng vuốt cực lớn. Ầm, một âm thanh nặng nề vang lên, Phí Hiên vương tử lấy tốc độ còn nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Trương Huyền sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu. Lúc này hắn mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào thanh ưng thú đã ngăn cản ở trước người, một chảo đập cho người này bay trở lại, mở miệng không ngừng nôn ra máu. Ta nhổ vào. Phí Hiên vương tử thật sự muốn khóc. Con thanh ưng thú này xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi bảo ngươi đánh vị Liễu lão sư này, ngươi chẳng những không động thủ, còn nhắm mắt lại chịu đòn. Hiện tại mình muốn động thủ, hết lần này tới lần khác ngươi lại xông lại, một bước đạp mình bay ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là thú sủng của Mạc Vũ công chúa, hay là Liễu lão sư trước mắt này? Hắn phiền muộn một hồi, đang muốn đứng lên, đã cảm thấy thân thể lún xuống. Thân thể to lớn của thanh ưng thú nặng nề dẫm lên trên người của hắn, giống như một ngọn núi lớn. Ngay sau đó có tiếng mắng lớn liên tiếp vang lên. Thanh ưng thú, ngươi muốn làm gì? Ta và Phí Hiên vương tử luận võ, ngươi dính vào làm cái gì? Lại nói, cho dù ngươi động thủ, cũng chờ ta so tài xong. Không nhìn thấy được ta đang kiếm lấy linh thạch sao? Làm lỡ chuyện ta kiếm tiền, có tin ta nướng ngươi ăn hay không? Đúng là kẻ không biết quy củ. Lần sau chú ý một chút cho ta, không nên lỗ mãng như thế. Nghe theo ý của ta mà động thủ. Âm thanh cuồn cuồn không ngừng vang lên. Phí Hiên vương tử nghe được, trước mắt tối đen, từng ngụm máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Đồng thời, nước mắt hắn ào ào chảy xuôi. Đại ca, cho dù ngươi muốn giáo huấn con man thú này, có thể tạm thời bảo nó xuống khỏi người ta trước hay không? Còn đè nặng như vậy, ngươi còn chưa nói hết, chỉ sợ ta đã chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 551, Y Đạo Tông Sư. 1. Điện Hạ. Nhiên Mộc Đặc Sứ thấy bản thân vương tử ở dưới thân thanh ưng thú, không ngừng nôn ra từng ngụm máu, sắc mặt trở nên trắng bệch, tiện tay cũng sẽ chết mất. Hắn sốt ruột một tiếng la lên, vọt tới. Buông Điện Hạ ra. Mắt đỏ lên, bàn tay Nhiên Mộc Đặc Sứ đánh ra một chảo, công kích đối với Trương Huyền. Biết thanh ưng thú nghe lời người trước mắt này. Nó tập kích vương tử bất ngờ, vô cùng có khả năng chính là ý của hắn. Đặc Sứ, ngươi muốn làm gì? Thấy hắn ra tay, Mạc Thiên Tuyết trên vương tọa hét lớn một tiếng. Vèo. Một bóng người áo xám không biết từ chỗ nào chui ra, hai tay lật một cái, nghênh đón. Quyền trưởng tấn công, hai người đồng thời lui về phía sau một bước.
tự nhiên cũng là cường giả tông sư cảnh đỉnh phong. Ám ảnh vệ của vương thất. Ngăn cản Nhiên Mộc Đặc Sứ xong, thân thể người áo xám thoáng lắc một cái, một lần nữa biến mất ở đại điện, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Điều này, lông mày Nhiên Mộc Đặc Sứ run lên. Trước đó, dựa vào tông sư đỉnh phong, hắn không quá để ý đối với Thiên Vũ Vương cung này. Hắn cho rằng, cho dù gặp phải nguy hiểm, dựa vào thực lực, hắn cũng có thể thuận lợi xông ra. Lúc này nhìn thấy được thế, hắn mới biết, loại ý nghĩ này là buồn cười biết bao. Đại điện trước mắt này thoạt nhìn yên tĩnh, sợ rằng trên thực tế, che giấu không biết bao nhiêu cao thủ giống như vậy. Tại hạ cũng vì sốt ruột muốn cứu điện hạ, mong rằng Thiên Tuyết bệ hạ thứ lỗi. Điều chỉnh hít thở, tạm thời ngăn chặn chân khí trong cơ thể sôi trào, Nhiên Mộc Đặc Sứ ôm quyền nói xin lỗi. Yên tâm, điện hạ các ngươi không có việc gì. Mạc Thiên Tuyết khoát tay áo. Nhiên Mộc Đặc Sứ quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên thấy con thanh ưng thú đã buông móng vuốt ra. Sắc mặt vương tử trắng bệch, thân thể run rẩy đứng lên. Tuy rằng bị thương nặng, nhưng hắn không bị tổn thương đến căn cơ, không cần lo lắng tới tính mạng. Điện hạ. Hắn đi tới trước mặt, muốn đỡ lấy, lại bị người này giãy ra. Ngươi xấu lắm, nói rõ là tỉ thí công bằng, lại để cho man thú tập kích bất ngờ. Phí Hiên vương tử cắn răng, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mắt, hận không thể chặt hắn thành bánh thịt. Quá bẫy người. Nói rõ là luận võ công bằng, ngay cả đồ đặt cược cũng đã đặt lên. Ngươi lại để cho man thú ở một bên tập kích bất ngờ. Trên thế giới thế nào có người nào không biết xấu hổ như vậy sao? Cái này, Trương Huyền vào đầu, vẻ mặt cũng ủy khuất. Không bị đánh, thanh ưng thú vốn đã tức giận, lại thấy hắn động thủ đối với chủ nhân, làm sao còn nhịn được. Trên thực tế, căn bản không phải là mệnh lệnh của mình. Ngươi, thấy bộ dạng này của hắn. Phí Hiên vương tử tức giận, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đứng không được. Ta bị đánh thành như vậy, cũng chưa từng cảm thấy ủy khuất. Ngươi ủy khuất cái lông. Ta có thể lấy chút mặt mũi hay không? Thời điểm hắn đang tức giận sắp bùng nổ, muốn nói cái gì đó, lại nghe giọng nói không biết xấu hổ của người thanh niên đối diện vang lên. Là con thanh ưng thú này lỗ mãng vô ý mạo phạm. Nếu không như vậy đi, ta bảo nó ra ngoài, chúng ta lại đánh một trận công bằng. Bảo đảm nó sẽ không quấy rối nữa. Phí Hiên vương tử lại phun ra máu tươi. Điều này căn bản cũng không phải là chuyện nó quấy rối hay không quấy rối. Hiện tại bản thân ta bị trọng thương, chỉ riêng máu cũng đã nôn vài lần, người muốn đánh với ta. Mấu chốt nhất chính là, lại còn nói công bằng. Thân thể ngươi hoàn hảo, đánh một người trọng thương như ta, hai chữ này, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng như vậy. Điện hạ của chúng ta bị thương nặng. Chuyện so tài hiện tại thôi đi. Thấy vương tử còn không có so tài với đối phương, đã sắp bị tức chết, sắc mặt Nhiên Mộc Đặc Sứ trầm xuống, nói. Nếu không kiêng kỵ những lực lượng ẩn nấp trong vương cung này, chỉ sợ hắn đã sớm tiến lên tháo Liễu lão sư trước mặt này ra làm tám mảnh. Hiện tại liền thôi, như vậy sao được? Nghe đối phương muốn dừng so tài, Trương Huyền đầy sốt ruột. Đùa gì thế, đây chính là hai linh thạch, cứ như vậy lại không thể so đấu. Chẳng phải hắn thua thiệt lớn sao? Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ngươi chờ một chút, ta hiện tại lại trị thương cho hắn. Nói xong, hắn đi tới trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt Nhiên Mộc Đặc Sứ đầy cảnh giác. Ta trị thương cho hắn. Yên tâm đi, chút vết thương nhỏ như vậy, rất nhanh sẽ tốt thôi. Vẻ mặt nghiêm Trương Huyền Túc gật đầu. Trị thương. Nhiên Mộc Đặc Sứ đầy nghi ngờ. Khóe miệng Phí Hiên vương tử cũng co giật. Người này không biết có phải là thấy mình không có bị thanh ưng thú giết chết, muốn bổ đao hay không? Phí Hiên vương tử, Nhiên Mộc Đặc Sứ, không cần hoang mang. Liễu lão sư là hội trưởng mới của nghiệp đoàn y sư, y thuật cao minh. Hắn nói trị liệu, khẳng định không thành vấn đề. Thấy bộ dạng của hai người cảnh giác, Mạc Thiên Tuyết cười nói. Hội trưởng của nghiệp đoàn y sư. Hai người sửng sốt. Không sai. Hắn lại có y đạo tông sư liên tục giải quyết tốt đẹp 19 vấn đề trên tường nghi vấn khó xử lý, ngay cả vô số bệnh nặng cũng có thể tiện tay giải quyết. Chút vết thương ấy của ngươi, không tính là gì cả. Mạc Thiên Tuyết nói. Cái này. Phí Hiên vương tử và Nhiên Mộc Đặc Sứ nhìn nhau. Một chút thương nhỏ mà thôi, yên tâm. Đi tới trước mặt, Trương Huyền tiện tay đỡ lấy Phí Hiên vương tử. Đặc Sứ không cần lo lắng, vẫn mong đứng yên tĩnh chờ một lần. Nếu Liễu hội trưởng nói như vậy, khẳng định không bao lâu,
là có thể hoàn toàn chữa trị tốt thương thế trên người vương tử. Mạc Thiên Tuyết vuốt râu, thoải mái nói một câu. Chương 552, Y Đạo Tông Sư. 2. Y Đạo Tông Sư có thể tiện tay giải quyết 19 vấn đề trên tường nghi vấn khó xử lý, chút ngoại thương ấy, hắn vẫn rất có tự tin. Vậy được rồi. Thấy đối phương nói chắc chắn như vậy, Nhiên Mộc Đặc Sứ có chút do dự, lúc này mới buông vương tử ra, tránh sang một bên. Không phải hắn tin tưởng Trương Huyền, mà là tin tưởng vào chiêu bài của nghiệp đoàn y sư, càng tin tưởng Thiên Vũ Vương Quốc không dám hoàn toàn xích mích với Khôn Càn Vương Quốc. Điện hạ bị thương, dù chưa ảnh hưởng đến căn bản, nhưng cũng tương đối nghiêm trọng. Ta lại mỏi mắt mong chờ xem Liễu hội trưởng nhanh chóng trị liệu như thế nào. Hừ một tiếng, Nhiên Mộc Đặc Sứ cũng muốn xem thử vị Liễu hội trưởng này giải quyết như thế nào. Hắn còn chưa nói hết lời, nhìn thấy rõ ràng động tác của đối phương, mắt thoáng cái trợn tròn, một ngụm máu giả thiếu chút nữa phun ra, thô tục mắng lớn. Ta nhổ vào, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy người thanh niên cách đó không xa giơ bàn tay lên, bộp một cái đánh vào trên gáy của điện hạ. Đáng thương cho Phí Hiên vương tử ngay cả phản ứng cũng không kịp, lại hôn mê bất tỉnh. Mạc Thiên Tuyết cũng bối rối. Ở nghiệp đoàn y sư, vị Liễu hội trưởng này có thể nghiền ép, y thuật tuyệt đối có thể so với y sư tứ tinh, năm sao. Vốn tưởng rằng sẽ trị liệu thật tốt, cũng vừa được chiêm ngưỡng y thuật một chút. Kết quả, một cái tát đánh người bất tỉnh. Lẽ nào cảm thấy, người này bị đòn còn chưa đủ, chưa hết giận. Dừng tay. Toàn thân Nhiên Mộc Đặc Sứ đều phát nổ, thân thể thoáng một cái lại muốn tiến lên. Hắn còn không có động thủ, đã thấy có bóng người hoa lên một cái. Chẳng biết từ lúc nào Mạc Vũ công chúa ngăn cản trước mặt. Đặc Sứ không cần hoảng hốt, nhìn xong lại nói. Nếu như trước đó nàng còn không dám xác nhận, nhìn thấy được hắn một cái tát đánh ngất Phí Hiên vương tử, nàng đã xác nhận Liễu hội trưởng này, nhất định là Trương Huyền. Trước đây thời điểm hắn chữa bệnh cho Đại Dược Vương, chính là đánh cho người đó choáng váng trước. Thấy công chúa nói như vậy, Nhiên Mộc Đặc Sứ nhìn sang, không nhịn được lại sửng sốt. Chỉ thấy, hung thủ, đánh điện hạ ngất xỉu, lòng bàn tay xuất hiện thêm hơn 10 cây ngân châm, nhẹ nhàng rung lên. Lại thấy tất cả cắm vào trong huyệt đạo của Phí Hiên vương tử. Ngay sau đó bàn tay hắn nhẹ nhàng phất một cái, thu hồi ngân châm. Đầu ngón tay điểm một cái ở trên mi tâm của điện hạ. Bù! Phí Hiên vương tử đang hôn mê chợt mở mắt ra, thân thể thoáng động nhảy dựng lên, sắc mặt nhăn nhó, điên cuồng rít gào. Họ Liễu, người muốn làm gì? Có bản lĩnh lại quyết đấu công bằng, tập kích bất ngờ tính là bản lĩnh gì? Âm thanh như sấm, vang vọng đại sảnh, đâu còn có dáng vẻ nửa điểm trọng thương. Điện hạ! Nhiên Mộc Đặc Sứ chớp mắt, không thể tin được. Thương thế của ngươi! Thương thế! Phí Hiên vương tử sửng sốt. Hắn cũng phát hiện ra có điểm không thích hợp, vận chuyển chân khí. Nhất thời hắn cảm thấy khí tức như sấm, đâu còn có dáng vẻ bị thương chút nào. Hình như vừa rồi trọng thương căn bản không phải hắn, mà là người khác. Chuyện này, lần này thật sự là choáng váng. Một khắc trước, còn trọng thương mở miệng nôn ra máu. Sau một khắc lại khôi phục như lúc ban đầu, có cần nhanh như vậy hay không? Đâm mấy châm, khiến điện hạ trọng thương lại khỏi hẳn. Nhiên Mộc Đặc Sứ cũng không thể tin được. Mãi đến lúc này, hắn mới biết được vì sao Thiên Tuyết bệ hạ coi trọng một tiểu tử chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ như vậy. Chỉ riêng thủ đoạn y thuật này, có thể làm cho vô số vương quốc thoáng cái trở nên điên cuồng. Ừ, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Trương Huyền tùy ý khoát tay áo. Thương thế lành, không phải có thể tỉ thí công bằng sao. Thực lực đối phương và hắn chênh lệch cực lớn, chữa trị cũng rất đơn giản. Nếu như tu vi cao hơn so với hắn, hoặc tương đương với hắn, sẽ không dễ dàng như vậy. Chuyện này, Phí Hiên vương tử thoáng cái sửng sốt. Liễu hội trưởng y thuật cao minh, là ta có mắt như mù, đã đắc tội nhiều, xin hãy tha lỗi. Chuyện so đấu, là do ta lỗ mãng, mong rằng dừng lại tại đây. Có thể làm vương tử, tất nhiên không phải là người ngu dốt. Tuy rằng hắn hết sức bất mãn đối với người này, nhưng đối phương có thể dễ dàng chữa trị tốt thương thế của hắn. Y thuật phải cao tới mức kinh người. Người như thế có thể qua lại thân thiết, tất nhiên mạnh mẽ hơn so với đắc tội. Bằng không, cho dù Khôn Càn Vương quốc cũng không bảo vệ được hắn. Dừng lại tại đây. Trương Huyền sửng sốt. Như vậy sao được? Đây chính là hai linh thạch. Không thể so đấu, chung quy mình cũng không thể trắng trợn cướp lấy. Trước đó, không biết Liễu lão sư còn là hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, y thuật cao minh.
Sớm biết như vậy, ta cũng sẽ không đưa ra ý định so tài, khẳng định đã sớm trực tiếp nhận thua. Phí Hiên Vương tử vội hỏi. Nhìn Mạc Thiên Tuyết bệ hạ cũng cố gắng hết mức qua lại thân thiết với người này, hắn cũng hiểu được, không dám đắc tội. Y sư tuy rằng năng lực hiệu triệu không bằng của danh sư, nhưng cũng không thể khinh thường, một tiểu vương tử nho nhỏ như hắn, không thể chống lại. Còn chưa nói dứt lời, liền nghe được người thanh niên đối diện cảm thán một tiếng. Cái gì, trực tiếp chịu thua, như vậy thật ngại quá, như vậy gốc cây thú linh thảo, ta lại từ chối thì bất kính. Phí Hiên Vương tử sửng sốt. Ta nói như vậy chỉ là một câu lời khách khí, chiếu cố tới mặt mũi, thế nào lại nhận thua? Đường đường hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, y đạo tông sư, có thể cho chút mặt mũi hay không? Trong lòng hắn chấn động kinh ngạc, còn chưa kịp giải thích, đã thấy người thanh niên cầm hộp ngọc trong tay hắn tới, tiện tay cất vào chiếc nhẫn chữ vật. Vừa cất xong, người này còn không có hứng thú nhìn qua. Dược liệu ta đã thu, vẫn là vương tử điện hạ khí thế lớn, nói chịu thua liền chịu thua, khiến cho ta tự thấy xấu hổ. Nói đùa, lần này tới vương cung chính là nghĩ biện pháp kiếm linh thạch. Bụi dược liệu này có thể đổi lấy hai linh thạch, hắn làm sao có thể bỏ qua. Khí thế lớn, tự thấy xấu hổ. Khóe miệng Phí Hiên Vương tử co giật, sắp muốn khóc. Đã thấy người không biết xấu hổ, nhưng hắn chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy. Ngươi cũng đã cầm dược liệu của ta đi, còn nói khí thế lớn. Khí thế lớn cái lông. Tự nhận xấu hổ, ta sao không thấy ngươi xấu hổ, chỉ thấy được vẻ mặt mỉm cười. Nếu không phải tự mình từng trải qua, hắn thật sự nghi ngờ người vô sỉ như thế, làm sao lại là một vị y đạo tông sư y thuật cao minh. Chương 553, Thần Thú Trấn Quốc 1. Ta cũng sẽ không phải tùy tiện lấy dược liệu của ngươi. Như vậy đi. Lại ở thời điểm Phí Hiên Vương tử đầy buồn bực, người thanh niên đối diện mở miệng lần nữa. Giống như Thiên Tuyết bệ hạ, ta cũng miễn phí một lần chữa bệnh cho ngươi. Tuy rằng thú linh thảo có thể so sánh với hai khối linh thạch, Trương Huyền muốn lấy được, nhưng cũng không thể khiến cho đối phương bị thiệt hại quá mức. Chắp hai tay ở sau lưng, hắn đi dạo một vòng xung quanh Phí Hiên Vương tử. Vừa rồi, thời điểm chữa thương cho ngươi, ta liền phát hiện, chân khí trong cơ thể ngươi tích tụ, khí tức không thuận. Thân thể thoạt nhìn rất tốt, nhưng trên thực tế có chút suy yếu. Nếu như ta không nhìn lầm, thời gian gần nhất, có phải sáng sớm rời giường khó khăn, buổi tối lại rất khó ngủ hay không? Ta... Vẻ mặt Phí Hiên Vương tử đang phiền muộn, nghĩ có cần cướp thú linh thảo về hay không, vừa nghe người này nói như thế, thân thể hắn run lên, sắc mặt trắng bệch. Ngươi, làm sao ngươi biết? Gần đây hắn quả thật có loại tình huống này. Chân khí tích tụ, khí tức không thuận, nghỉ ngơi cũng không tốt lắm, toàn thân luống cuống bất an. Nếu không như vậy, hắn khẳng định đã sớm mượn linh thạch trùng kích nửa bước tông sư. Cũng không đến mức vẫn giữ lại, bị người trước mắt này thắng được. Chỉ có điều, việc này, hắn cũng chưa nói qua với ai. Ngay cả vị nhiên mộc đặc sứ bên cạnh này cũng không biết. Người này làm sao có thể mở miệng nói ra được? Chẳng lẽ người này lại thật sự nhìn ra được chứng bệnh? Ta là y sư, thời điểm vừa rồi giúp ngươi chữa thương, ta đã kiểm tra qua, tự nhiên sẽ biết. Trương Huyền gật đầu. Vẫn mong, hội trưởng ra tay. Sắc mặt nhất thời trắng bệch, Phí Hiên Vương tử vội vàng ôm quyền, lại không kiêu ngạo giống như trước đây. Bệnh chứng này khiến cho hắn mỗi ngày đều không tập trung tinh lực, do đó dẫn đến gần đây tu luyện chưa từng tiến bước. Nếu như có thể chữa trị tốt, thú linh thảo tuy rằng chân quý, đưa ra thì đưa ra, cũng không tính là cái gì cả. Ừ, thật ra rất đơn giản, thiên phú của ngươi không tệ, nhưng từng tuổi này lại đạt được thông huyền cảnh đỉnh phong, còn có chênh lệch nhất định. Nếu như ta không nhìn lầm, vì nâng cao thực lực, từng dùng qua phương pháp thăng cấp đặc biệt. Nói thật cho ngươi biết. Chính là loại phương pháp này lưu lại tai họa ngầm cho ngươi. Trương Huyền nói. Thân thể Phí Hiên Vương tử run lên. Đối phương nói không sai. Thiên phú của hắn chỉ có thể được cho là thượng trung thượng, chưa tính là đặc biệt cao minh. Vương thất không có thân tình, tu vi không đủ, rất dễ dàng gặp phải đủ loại phiền phức. Muốn sống thật tốt, cũng chỉ có thể nhanh chóng tu luyện. Vì mau chóng thu được thực lực, hắn từng sử dụng một loại bí pháp đặc biệt, cũng chính là dùng dược liệu đặc biệt. Kích thích huyệt vị, kích phát tiềm năng. Như vậy tuy rằng tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng lưu lại tai họa ngầm. Chẳng lẽ, thân thể gần đây xuất hiện tình hình, lại là vì cái này? Chính là cái này, ta kê cho ngươi một phương thuốc, ngươi chiếu theo đó dùng,
chắc hẳn là trong một tháng là có thể hoàn toàn giải trừ tai họa ngầm. Đến lúc đó nhân cơ hội trùng kích nửa bước tông sư, cũng không phải là không có khả năng. Mỉm cười, Trương Huyền đi tới trên bàn cách đó không xa, tiện tay lấy giấy bút, viết một phương thuốc đưa tới. Cảm ơn Liễu hội trưởng. Tiếp nhận phương thuốc, sắc mặt Phí Hiên Vương tử đỏ lên. Hắn bị bệnh chứng này hành hạ mỗi ngày, tinh lực không đầy đủ, người cũng có chút hoảng hốt, nôn nóng. Chính vì vậy, vị trước mắt này vừa khiêu khích, hắn lại không kìm chế nổi, hoàn toàn không có sự trầm ổn vương tử phải có. Nếu như có thể chữa trị tốt, đồng thời trùng kích nửa bước tông sư, phương thuốc lại quá chân quý. Đừng nói một viên linh thạch, một gốc cây thú linh thảo, cho dù nhiều thứ hơn nữa, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì, Khôn Càn Vương quốc vẫn chưa xác lập thái tử, nếu như hắn có thể sớm thăng cấp nửa bước tông sư, vị trí này vô cùng có khả năng chính là hắn. Trương Huyền khoát tay, nhìn về phía Mạc Thiên Tuyết cách đó không xa. Bệ hạ, vẫn mong dẫn người cần trị liệu tới, trị xong, ta còn có việc. Lúc này Mạc Thiên Tuyết giống như những người khác, cũng đang trong sự khiếp sợ. Vừa nghe người này nói như thế, hắn liền vội vàng đứng dậy. Liễu hội trưởng, người mắc bệnh này tình hình tương đối đặc biệt. Có khả năng làm phiền ngươi rời bước đi tới. Muốn ta qua, cũng được, đi trước dẫn đường. Trương Huyền gật đầu. Vẫn mong hai vị đi tới dịch quán nghỉ ngơi. Mạc Thiên Tuyết ôm quyền hướng về phía Phí Hiên Vương Tử và Nhiên Mộc Đặc Sứ, nói. Chúng ta từ biệt. Hai người cũng biết, đối phương dính dáng tới quốc sự, không muốn quá nhiều người biết được. Bọn họ cũng thức thời xoay người rời khỏi đó. Ngay sau đó một tên thái giám lại tiến lên nghênh đón, dẫn theo bọn họ đi ra ngoài. Liễu hội trưởng, mời đi bên này. Hai người rời khỏi đó, Mạc Thiên Tuyết đi trước dẫn đường. Trương Huyền theo sát phía sau. Hắn vừa đi được mấy bước, một mùi thơm thoang thoảng lại bay vào mũi. Ngay sau đó bên tai vang lên tiếng truyền âm. Trương Huyền, Trương Sư, ngươi lừa mọi người thật là khổ. Khụ khụ. Trương Huyền sửng sốt. Mạc Phú công chúa nhận lầm. Ta là Liễu Trình, nào có phải là Trương Sư gì? Không muốn nói thì thôi. Ta vốn có một việc muốn nói cho ngươi biết. Nếu ngươi không nói, quên đi, ta cũng lười nói thừa. Thấy hắn không thừa nhận, Mạc Vũ hừ một tiếng. Nàng muốn nói, chính là chuyện Triệu Nhã và Mộc Tuyết Tình so đấu. Nếu như người này không thừa nhận, nàng cũng lại lười lắm miệng. Dù sao đều là học sinh của ngươi, thích động thủ thì động thủ. Thấy nữ hài xoay người rời đi, không muốn nói nữa, Trương Huyền lắc đầu. Xem ra sau này vẫn bất xuất hiện quá nhiều ở trước mặt người quen. Bằng không, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Thời gian hắn và vị Mạc Vũ này chung đụng không ngắn, lại thêm thanh ưng thú, đối phương không nhận ra cũng khó. Chương 554, Thần Thú Trấn Quốc 2. Mạc Vũ công chúa, đây là một lần thí luyện của danh sư đường, vẫn hy vọng nàng không nên truyền tin tức đi. Biết đối phương dĩ nhiên đã xác nhận, hắn muốn giấu giếm cũng không gạt được, không thể làm gì khác hơn là truyền âm qua. Yên tâm, muốn bảo ta nói, ta cũng sẽ không nhiều lời. Thấy hắn thừa nhận, Mạc Vũ mỉm cười. Nếu ngươi nói, ta cũng không giấu giếm nữa. Buổi trưa ngày mai, ngươi tìm đến chỗ ta. Ta dẫn ngươi đi xem trò hay. Trưa mai, trò hay gì? Trương Huyền cảm thấy kỳ quái. Đi thì biết. Mạc Vũ mỉm cười. Nhìn bộ dạng hắn mê man, rất rõ ràng hắn không biết chuyện Triệu Nhã và Mộc Tuyết Tình so tài. Ngày mai lại dẫn hắn đi xem, cục diện nhất định chơi rất vui. Nói thật. Nàng thật sự muốn xem thử một chút, nhìn thấy được hai học sinh của mình, từng người vì danh dự của lão sư chiến đấu, hắn sẽ có biểu tình gì. Người này vẫn luôn làm cho nàng tức giận, nàng thật sự muốn nhìn một chút, bộ dạng kinh ngạc của hắn. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là không thể để cho người này lại trở về học viện. Nếu không, nếu chẳng may ai đó không cẩn thận nói lộ ra, hắn biết sớm, lại không dễ chơi. Trong lòng nàng âm thầm vạch kế hoạch, đồng tử chuyển loạn. Chính là chỗ này. Trương Huyền đang muốn tiếp tục hỏi thăm đến cùng có chuyện gì, nàng lại thần bí như vậy, liền nghe được giọng nói của Mạc Thiên Tuyết vang lê ở phía trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chẳng biết lúc nào đã đi tới một cái sân rộng. Sân thoạt nhìn không sâu, nhưng chẳng biết tại sao, trước sau không nhìn thấy được điểm cuối. Hình như bị cái gì đó ngăn lại, ngăn cản tầm mắt. Không biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Lẽ nào, đây là trận pháp? Trương Huyền sửng sốt, chỉ sợ cũng chỉ có trận pháp, mới có năng lực như vậy, khiến người ta đứng ở bên ngoài viện,
lại không nhìn thấy được đồ vật bên trong. Để cho Liễu hội trưởng tới trị liệu, không phải là nhân loại, mà là man thú trấn quốc của vương quốc chúng ta. Hình như nhìn ra được sự nghi ngờ của hắn, Mạc Thiên Tuyết giải thích. Man thú trấn quốc? Ừ, Thiên Vũ vương quốc cũng không có lão tổ đặc biệt lợi hại, chỉ dựa vào con man thú này trấn thủ, mới có khả năng ổn định ranh giới, không bị vương quốc khác mơ ước. Mạc Thiên Tuyết giải thích. Chỉ có điều, dựa theo tuổi dần dần lớn, lực lượng man thú trấn quốc của chúng ta không lớn bằng lúc trước. Thể lực cũng bắt đầu suy kiệt, mãi đến khoảng thời gian trước, mắc một cơn bệnh nặng, sợ rằng sẽ không kiên trì được quá lâu. Cho nên, ta mới muốn làm phiền hội trưởng hỗ trợ xem thử, có thể trị liệu hay không. Nếu như thật sự không có cách nào chữa trị tốt, cũng hy vọng có thể nghĩ biện pháp khiến cho nó kéo dài thêm một khoảng thời gian, đợi cho tới khi Mạc Vũ trưởng thành. Trương Huyền gật đầu. Vương quốc muốn sừng sững, không bị vương quốc khác quấy nhiễu, tất nhiên có cường giả siêu cấp trấn giữ. Thật giống như Trầm Hồng lão tổ ở Thiên Huyền vương quốc trước đây. Không có hắn trấn áp, vương quốc khác lại rất có khả năng sẽ đánh tới, chia cắt ranh giới. Về phần danh sư đường, rất ít khi dính vào chính sự. Trừ khi quan hệ cùng đương sự thật tốt, bằng không, cơ bản đều duy trì trung lập. Dù sao, cho dù vương quốc đổi chủ, cũng không có ai dám hạ thủ đối với chức nghiệp lợi hại nhất trên đại lục này. Nói cách khác, bất kể vương quốc sụp đổ thế nào, đối với danh sư đường mà nói, cũng không ảnh hưởng tới được. Trận pháp này, biết muốn trị liệu không phải là nhân loại, Trương Huyền kỳ quái nhìn qua. Nếu đây là chỗ ở của man thú trấn quốc, vì sao phải bố trí trận pháp? Man thú trấn quốc tuổi tác lớn, vừa nặng bệnh, gần đây còn phát điên, liên tục đả thương không ít người. Không có cách nào ta mới mời cường giả của nghiệp đoàn trận pháp sư bố trí cái này, vây khốn nó. Dựa vào thực lực của nó, thật sự muốn gây ầm ĩ ở vương cung, ai cũng không có cách nào trấn áp. Mạc Thiên Tuyết cười gượng. Lúc này Trương Huyền mới hiểu được. Tuổi thọ sắp đến giới hạn, lại thêm thân mắc trọng bệnh, bất kể là người hay là man thú, khẳng định cũng sẽ không cam lòng, muốn lăn qua lăn lại một chút, nghĩ biện pháp sống thêm một khoảng thời gian. Nó lăn qua lăn lại cũng không có vấn đề gì. Nhưng đối với Thiên Vũ Vương quốc chính là tai họa. Lúc này hắn mới cố ý sử dụng trận pháp che lại, rất sợ gây ra mầm tai vạ không cần thiết. Liễu hội trưởng yên tâm, ta đã phái người đi mời tông sư của nghiệp đoàn trận pháp sư, để cho hắn dẫn chúng ta tiến vào trong. Nếu không, trong lúc trận pháp vận chuyển, vô cùng nguy hiểm. Tìm không rõ phương hướng, rất dễ dàng bị lạc mất phương hướng ở trong đó. Mạc Thiên Tuyết nói, vì đề phòng man thú trấn quốc lao ra, trận pháp vẫn luôn vận chuyển. Cho dù bản thân Mạc Thiên Tuyết là quốc vương bệ hạ, cũng không biết làm thế nào mới có thể tiến vào, chỉ có thể chờ tông sư của nghiệp đoàn trận pháp sư qua, mới có thể thuận lợi tiến vào. Ừ, Trương Huyền gật đầu. Hắn đối với trận pháp một chữ cũng không biết, tuy rằng danh sư đường có không ít sách liên quan, hắn lại chưa bao giờ lật xem qua, càng không mấy đọc. Hiểu biết của hắn đối với trận pháp, cũng chỉ giới hạn ở cái tên. Ừ, đúng rồi. Nếu trận pháp này đang vận chuyển, thiên đạo đồ thư quán có thể nhìn ra hay không? Đứng ở tại chỗ một hồi, trong lòng hắn đột nhiên thoáng động một cái, một ý nghĩ xuất hiện. Võ giả thi triển võ kỹ, từ đó có thể thấy được chỗ thiếu hụt của võ giả, thiếu sót của võ kỹ. Luyện đan sư luyện đan, đó có thể thấy được vấn đề trên thủ pháp luyện đan, đan dược có thể thành công hay không? Thời gian trận pháp sư bày trận, cũng có thể nhìn ra vấn đề. Nói cách khác, chỉ cần là trạng thái động, đồ thư quán có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt. Hiện tại trận pháp này đang vận chuyển, hắn có thể nhìn ra thiếu sót trong đó hay không? Chỗ thiếu hụt. Tinh thần thoáng động, Trương Huyền vội vàng nhìn sang. Ong! Đồ thư quán chấn động, một quyển sách xuất hiện. Quả nhiên có thể thực hiện. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên, vội vàng mở quyển sách nhìn sang. Chương 555, Lâm Gia 1. Kinh đào khốn trận pháp tam cấp. Chỗ thiếu hụt. Trong sách viết kỹ càng tỉ mỉ về tên gọi và khuyết điểm của trận pháp. Hắn đang quan sát, lại thấy Mạc Thiên Tuyết ở bên cạnh xoay người ôm quyền. Lâm Đào Tông Sư. Hắn thu hồi tinh thần, chỉ thấy một lão nhân đã đi tới, vẻ mặt cao ngạo khí thế, hàm dưới hơi nâng lên, mang theo sự lạnh lùng lên tiếng. Ừ, đây là Lâm Đào Tông Sư, phó hội trưởng của nghiệp đoàn trận pháp sư, đại trưởng lão Lâm gia. Một trong ba gia tộc lớn ở Thiên Vũ Vương Thành. Thấy Trương Huyền cũng không biết, Mạc Vũ lặng lẽ truyền âm qua. Phó hội trưởng của nghiệp đoàn trận pháp sư. Trương Huyền nhìn sang.
Lão nhân này, thực lực tông sư đỉnh phong, trước ngực có một huy hiệu màu vàng lóe ra ánh sáng, phía trên có hai ngôi sao. Trận pháp sư nhị tinh đỉnh phong. Trận pháp này là do hội trưởng tự mình bố trí, vây khốn con man thú kia không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nào, gấp gáp tìm ta qua như vậy, xảy ra chuyện gì? Liếc mắt nhìn Mạc Thiên Tuyết, Lâm Đào phó hội trưởng nhướng mày. Trong giọng nói hắn hoàn toàn không có chút cung kính nào, trái lại mang theo sự nghi vấn. Trương Huyền nghi ngờ. Bất kể nói thế nào, Mạc Thiên Tuyết cũng là quốc vương bệ hạ của Thiên Vũ Vương quốc, địa vị tôn sùng, cho dù là loại người thân phận như Khương Đường nói chuyện, đều sẽ chiếu cố tới vài phần mặt mũi. Một phó hội trưởng của nghiệp đoàn trận pháp sư, loại thái độ này, khó tránh khỏi có hơi quá. Cho dù trận pháp sư là chức nghiệp tương đối sát đầu trong thượng cửu lưu, dựa vào trận pháp, có thể phát huy lực uy hiếp siêu cường vượt cấp. Dù sao cũng không có khả năng còn mạnh hơn so với danh sư. Là Lâm gia tương đối đặc biệt. Hắn đang thấy kỳ quái, bên tai lại vang lên tiếng Mạc Vũ truyền âm. Nàng đoán được ý nghĩ của Trương Huyền, giải thích. Gia chủ Lâm gia Lâm Nhược Thiên, là hội trưởng của nghiệp đoàn trận pháp sư, thực lực đạt tới nửa bước chí tôn không nói, quan trọng hơn chính là một vị trận pháp sư tam tinh. Nửa bước chí tôn, trận pháp sư tam tinh. Thiết sỉ khiếu thiên thú là nửa bước chí tôn, Trương Huyền biết thực lực đáng sợ như vậy. Mặc dù chỉ cao hơn tông sư đỉnh phong nửa bước, lại chẳng khác nào tiếp xúc đến đỉnh phong nhất của võ giả. Người trước căn bản không có cách nào so sánh được. Hơn nữa, trận pháp sư tam tinh có thể bố trí ra trận pháp tam cấp. Cho dù chí tôn thật sự giao phong cùng, sợ rằng cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Thực lực như vậy, ở vương quốc phong hào, có thể không tính là gì cả, nhưng ở loại vương quốc nhất đẳng như Thiên Vũ này, sợ rằng cũng chỉ có con man thú trấn quốc bên trong kia có khả năng áp chế một chút. Hiện tại man thú bị bệnh nặng, thường xuyên phát điên. Thảo nào đối phương cũng không mấy coi trọng đối với vương thất. Khương Đường chủ chưa từng đạt được nửa bước chí tôn, hắn làm sao có thể có thực lực như vậy? Sau khi hết khiếp sợ, hắn lại cảm thấy không hiểu được. Dựa theo đạo lý, bất luận là ở một vương quốc nào, danh sư Đường đều nắm giữ lực lượng nghiệp đoàn khác không thể chống lại. Tại sao Khương Đường chủ mới là tông sư đỉnh phong, hội trưởng của nghiệp đoàn trận pháp sư, ngược lại thực lực càng mạnh hơn? Thật ra vị hội trưởng Lâm Nhược Thiên là này năm nay mới đột phá, ai bảo hắn có nữ nhi tốt? Mạc Vũ nói. Trương Huyền chớp mắt. Nữ nhi của hắn ở trên trận pháp rất có thiên phú, đã sớm được đưa đến Hiên Viên học viện học tập. Kết quả vận khí tốt, được Hiên Viên Vương quốc Thái tử coi trọng, thành Thái tử Phi. Một người đắc đạo, ban cho một viên đan dược, lúc này mới khiến cho hắn thành công đột phá, nắm giữ thực lực như vậy. Mạc Vũ giải thích. Trương Huyền hiểu được. Thái tử Hiên Vương quốc phong hào, quyền cao chức trọng, chuẩn bị một viên đan dược có thể đột phá tông sư đỉnh phong, cũng không khó. Hơn nữa, có loại quan hệ này chẳng khác nào phía sau có chỗ dựa kiên cường vững chắc. Thảo nào không có để Mạc Thiên Tuyết vào trong mắt. Tuy rằng vương quốc nhất đẳng và vương quốc phong hào chỉ kém một bậc, lại có sự chênh lệch rất lớn. Dưới sự quản lý của Hiên Viên vương quốc như Thiên Vũ, không 30 cũng hơn 20 cái. Nếu thật sự đắc tội, tùy tiện hủy diệt, cũng không ai dám nói thêm cái gì. Dù sao, Thiên Vũ Vương quốc là một vương quốc lại ngay cả một vị cường giả chí tôn cũng không có. Man thú trấn quốc thực lực mạnh nhất, cũng chỉ tương đương với thiết sỉ khiếu thiên, nửa bước chí tôn mà thôi. Vị này là Liễu Trình hội trưởng nghiệp đoàn y sư, là do ta đặc biệt mời đi theo, hỗ trợ trị liệu cho man thú trấn quốc hùng sư đuôi vàng. Mạc Thiên Tuyết xấu hổ cười, vội vàng giải thích. Cho nên, mời Lâm Đào tông sư hỗ trợ, mở trận pháp ra, để cho hắn vào xem, có lẽ lại có thể chữa trị tốt chứng bệnh, không cần phiền toái nữa. Hùng sư đuôi vàng không chỉ là mắc chứng bệnh, tuổi thọ còn đã gần hết. Hội trường chúng ta cũng nói, không thuốc nào có thể chữa được, lúc này mới giúp ngươi vây khốn, yên tĩnh chờ chết. Hiện tại tháo bỏ trận pháp, nếu như không có cách nào trị liệu, để cho nó chạy ra, đại náo vương thành, ai chịu trách nhiệm? Lâm Đào vùng ống tay áo. Điều này, Mạc Thiên Tuyết không biết trả lời như thế nào. Đối phương nói cũng không sai. Nếu như có thể chữa trị tốt, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng điều trị không hết, rút bỏ trận pháp, một khi con man thú kia xông ra, ở bên ngoài quấy rối, nhất định sẽ khiến cho sinh linh đổ thán. Đến lúc đó cho dù hắn là bệ hạ quốc vương của Thiên Vũ Vương quốc, cũng khó thoát khỏi tội, không chống đỡ nổi áp lực. Nếu có thể bố trí trận pháp, phải có phương pháp tự do ra vào.
nếu như lo lắng không có cách nào trị liệu, có thể vào xem, không thể trị liệu trở ra là được. Trương Huyền không nhịn được nói chen vào. Trận pháp sư có thể bày trận, khẳng định là có thể tự do ra vào. Bằng không, bố trí đi ra trận pháp, bản thân mình cũng không có cách nào, còn có ích lợi gì. Hắn đáp ứng hỗ trợ trị liệu, là vì hoàn trả lại nhân tình về linh thạch, nghĩ biện pháp xem có thể kiếm được càng nhiều hơn hay không. Hiện tại bởi vì cùng Phí Hiên Vương tử đánh cược, hắn nhận được thú linh thảo, tương đương với 3 cái linh thạch, cũng đủ cho hắn tu luyện tới tông sư đỉnh phong. Bởi vậy, có trị liệu cho con man thú này hay không, đã không quá quan trọng. Chỉ có điều, dù thế nào hắn cũng muốn đi vào xem thử một chút. Cho dù không thể trị, cũng coi như dễ ăn nói. Ở đây có phần cho ngươi nói chuyện sao? Chương 556, Lâm gia 2. Nghe được lời của hắn, lông mày Lâm Đào tông sư nâng lên, lộ ra sự xem thường. Chuyện của ngươi ta đã nghe nói, dựa vào vận khí dễ giải quyết vấn đề trên tường nghi vấn khó xử lý mà thôi. Thực lực chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ, sát hạch y sư nhất tinh cũng có chút miễn cưỡng. Có tư cách gì làm hội trưởng? Nghiệp đoàn y sư và nghiệp đoàn trận pháp chúng ta nổi danh. Nếu thật sự làm hội trưởng, cũng ít nhất phải có lực lượng tông sư đỉnh phong, thậm chí nửa bước chí tôn. Trước khi thực lực còn không đủ, tốt nhất không nên tự xưng hội trưởng cái gì cả, để tránh mất mặt xấu hổ. Không nghĩ tới mình thuận miệng nói một câu, đối phương lại nói ra lời này, còn bị khinh bỉ, Trương Huyền bất đắc dĩ một hồi. Cái gọi là Liễu hội trưởng, cũng không phải do hắn muốn người khác gọi. Nghiệp đoàn y sư của một vương quốc nhất đẳng mà thôi. Cho dù thực sự làm hội trưởng, hắn cũng không cảm thấy uy phong lớn tới mức nào. Vẫn mong tông sư bớt giận. Rất sợ Trương Huyền tức giận, Mạc Thiên Tuyết vội vàng mở miệng. Chỉ cần làm phiền tông sư dẫn chúng ta tiến vào trong, không có cách nào trị liệu, đi ra là được. Trận pháp tam cấp, ngươi cho rằng muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao? Trong đó nguy cơ trùng trùng, chỉ lơ là một chút, sẽ rơi vào nguy hiểm. Một mình ta tiến vào trong không có vấn đề gì. Dẫn theo gánh nặng là một thông huyền cảnh sơ kỳ tiến vào trong. Đùa gì thế? Lâm Đào tông sư cười lạnh. Mạc Thiên Tuyết câm nín. Đối phương mặc dù nói vô lễ, nhưng cũng là lời nói thật. Trận pháp tam cấp, ngay cả cường giả chí tôn cũng có thể vây khốn. Từ việc hùng sư đuôi vàng bị nhốt nhiều ngày như vậy vẫn không có cách nào đi ra, có thể nhìn ra sự cường đại của nó. Người thực lực mạnh tiến vào trong, biết tuyến đường, tốc độ phản ứng nhanh. Có lẽ có thể thuận lợi lẩn tránh nguy hiểm. Thông huyền cảnh sơ kỳ, có chút quá yếu. Một khi không theo kịp bước chân, rơi vào trong đó, có thể nghĩ ra được khó khăn trong đó. Những điều này, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới. Nghe được lời của đối phương, hắn mới ý thức được, trên mặt không nhịn được có chút xấu hổ, nhìn lại. Liễu hội trưởng, thật sự ngại quá. Mời người mời đi tới, kết quả lại bởi vì chuyện trận pháp này, ngay cả man thú cũng không gặp được. Thật sự có chút xấu hổ. Không sao. Trương Huyền lắc đầu, nghi ngờ nhìn qua. Trận pháp này, nếu không thể rút bỏ, lại không có cách nào dẫn ta tiến vào trong, khiến cho nó ngừng vận chuyển không được sao? Chỉ cần không vận chuyển, sẽ không có nguy hiểm. Đợi trở ra, lại tiếp tục kích hoạt. Con man thú ngươi nói tất nhiên cũng sẽ không chạy ra. Trận pháp nếu có thể kích hoạt vận chuyển, tất nhiên cũng có thể khiến cho hắn dừng lại. Trước hết, để cho hắn tạm dừng. Đi vào lại tiếp tục, không phải sao? Dừng. Mạc Thiên Tuyết cười gượng một hồi, không nhịn được lắc đầu. Cho dù hắn đối với trận pháp không hiểu nhiều, cũng cảm thấy có chút nghe không nổi nữa. Trận pháp lợi hại, hấp thu linh khí thiên địa vận chuyển, một khi kích hoạt, sẽ phát huy uy lực siêu cường. Trừ khi phá hủy trận cơ, bằng không, muốn khiến cho nó dừng lại, vô cùng khó khăn. Cho dù là người bày trận, cũng rất khó làm được. Trừ khi trận pháp sư cấp bậc cao hơn người bày trận, đối với trận pháp hết sức quen thuộc, tìm ra chỗ vấn đề thiếu hụt, bằng không, tuyệt đối không thể nào làm được. Nếu không, người người đều có thể làm cho trận pháp ngừng vận chuyển, trận pháp sư cũng sẽ không đáng sợ như vậy, không trở thành tồn tại tương đối sát đầu trong chức nghiệp thượng cửu lưu. Vô chi, sự khinh thường trong mắt Lâm Đào càng lộ rõ, khiến cho trận pháp tam cấp ngừng vận chuyển, cho dù hội trưởng cũng làm không được, người nói thật dễ dàng. Đến cùng có hiểu về trận pháp hay không? Mạc Vũ cũng vỗ trán một cái. Đại ca, bất kể nói thế nào ngươi cũng là danh sư nhị tinh. Cho dù không hiểu quá rõ đối với trận pháp, cũng không thể nói ra lời nói giống như người bình thường thường như vậy.
Trận pháp tam cấp lại có thể vây khốn được ngay cả cường giả chí tôn. Nếu như có thể dừng lại dễ dàng như vậy, giữ lại còn có tác dụng gì? Khiến cho trận pháp dừng, cần phải hiểu rõ rất nhiều đối với trận pháp mới được. So với, tháo bỏ trận pháp, càng khó khăn. Thấy vẻ mặt đối phương vẫn mê man, Mạc Thiên Tuyết không nhịn được mở miệng nói. Khó khăn hơn so với tháo bỏ trận pháp. Được rồi. Trương Huyền có chút do dự. Ngươi chờ ta một chút. Ừ. Vốn tưởng rằng giải thích xong, vị liễu hội trưởng này có thể nghe hiểu. Ai biết đã thấy vẻ mặt hắn không có gì đáng kể tới. Chờ một chút. Chờ cái gì? Lẽ nào chờ một chút ngươi lại hiểu được? Đang nghi ngờ, đã thấy người này nhấc chân đi về phía sân trước mắt. Liễu hội trưởng cẩn thận, rơi vào thì phiền toái. Không nghĩ tới hắn không nói hai lời, trực tiếp phóng về phía trận pháp, Mạc Thiên Tuyết dọa cho giật mình, thiếu chút nữa ngất đi. Đây chính là trận pháp, ngay cả hùng sư đuôi vàng cũng có thể vây khốn. Ngươi là một thông huyền cảnh sơ kỳ chạy tới làm gì? Đâm đầu vào chỗ chết. Cũng không ngờ tới người này không biết trời cao đất rộng, lại dám xông qua. Lâm Đào Tông sư hừ lạnh một tiếng. Hắn đang muốn xem thử bộ dạng mất mặt xấu hổ của người không biết trời cao đất rộng này bị nhốt trận, lại thấy người này đi tới trước mặt trận pháp, giơ bàn chân lên, mạnh đạp tới. Ong! Một tiếng nổ lớn vang lên nờ. Sân trước mắt không nhìn thấy rõ, trong nháy mắt trở nên rõ ràng, lộ ra tình huống bên trong. Được rồi, trận pháp dừng lại. Trương Huyền vỗ tay một cái. Chương 557, bệnh gì? 1. Tất cả chợt yên tĩnh. Mạc Thiên Tuyết rụi rụi con mắt, thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ thấy trận pháp trong sân khiến cho người ta không nhìn thấy rõ, quả thật đã biến mất. Đạp một cước, khiến trận pháp tam cấp ngừng vận chuyển. Thế nào, giống như đang nằm mơ vậy. Hễ là trận pháp, có thể căn cứ vào địa hình, núi, sông, thậm chí thiên địa ngôi sao xây dựng ra từ trường đặc biệt, có thể khiến cho sinh mạng tiến vào trong đó, rơi vào hỗn loạn, tìm không rõ phương hướng. Không nghiên cứu sâu sắc đối với trận pháp, muốn tìm được chỗ cốt lõi của trận cơ, khiến cho nó dừng lại, tuyệt đối là không có khả năng. Người trước mắt này, vẻ mặt mê man, đối với trận pháp hoàn toàn không hiểu, đạp một cước qua khiến cho trận pháp tam cấp ngừng vận chuyển. Có thể lại khoa trương thêm một chút nữa hay không? Nếu như chỉ là vận khí, vận cứt chó này cũng quá nghịch thiên. Mạc Vũ cũng sững sờ. Từng tận mắt nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn của Trương Huyền. Biết hắn thần bí, cường đại. Nhưng khi nàng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, vẫn thiếu chút nữa thì khiếp sợ đến mức lập tức ngất đi. Lâm gia sở dĩ lợi hại, ở toàn bộ vương thành ngang ngược không chút e ngại, thậm chí ngay cả mặt mũi vương thất cũng không cần nhìn tới, chủ yếu nhất lại là dựa vào trận pháp tam cấp. Loại đại trận cấp bậc như vậy bố trí ra, cường giả chí tôn sơ kỳ gặp gỡ, cũng rất khó chạy trốn. Kết quả, người này ngay cả Lâm gia là gì cũng không biết, một cước. Dễ dàng phá giải. Sớm biết rằng thủ đoạn của ngươi rất nhiều, khiến người ta giật mình, nhưng điều này. Giật mình cũng có chút quá mạnh mẽ đi. Chẳng lẽ, ngươi ngoại trừ danh sư, luyện đan sư, y sư, thuần thú sư, độc sư ra. Còn là một vị trận pháp sư. Đây cũng đều là chức nghiệp đứng trước trong thượng cửu lưu. Người người đều nói nàng là thiên tài, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng vừa học liền biết. Nhưng vừa so sánh với người này. Trời ạ. Vẫn giống như một kẻ ngu si, vô tri tới cực điểm. Suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta buồn bực có chút phát điên. Ngươi, ngươi, hai người chỉ là chấn động kinh ngạc, Lâm Đào Tông Sư vừa rồi vẫn là vẻ mặt khinh bỉ, cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Sở dĩ hắn hết lần này đến lần khác từ chối, không phải lo lắng hùng sư đuôi vàng chạy ra, cũng không phải cảm thấy trị không hết, mà là. Trận pháp này do hội trưởng tự tay bố trí, hắn chỉ là nhị tinh đỉnh phong. Ngay cả trận cơ, cờ trận ở chỗ nào cũng không tìm được, càng chưa nói tới loại bỏ. Bỏ còn bỏ không xong, tất nhiên cũng làm không được chuyện khiến cho trận pháp ngừng vận chuyển. Ai biết người này không chỉ khiến cho trận pháp dừng, còn đơn giản như vậy. Người khác dừng một trận pháp, tiêu hao vô số tâm huyết. Không chỉ nhiều lần thử, còn cần la bàn định vị, quan sát chỉnh thể, tìm đọc sách cổ, nghiên cứu tư liệu. Chuẩn bị không tốt còn có thể bị trận pháp vây khốn. Sinh tử không do mình quyết định. Người này thì hay rồi. Nhìn cũng không nhìn, đạp qua một cước, so với đá cọc gỗ không có gì khác nhau. Nếu như là người khác làm vậy, khẳng định gặp phải trận pháp cắn trả, lập tức lại chết. Hắn không chỉ không có việc gì, trận pháp mẹ nó thật đúng là dừng lại.
có nhầm hay không? Vào đi thôi. Hắn đang chấn động kinh ngạc không biết nên nói cái gì, lại nghe người thanh niên cách đó không xa bắt chuyện một tiếng, đi vào sân trước. Theo sát phía sau, Lâm Đào Tông Sư nhìn xung quanh một vòng, bất đắc dĩ phát hiện, trận pháp quả nhiên không tiếp tục vận chuyển. Quả thật bị hắn đạp một cước ngừng lại. Trước kia còn tưởng rằng người này chỉ có hư danh, thực lực kém, không xứng với chức vị. Không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có vị Trương Huyền Trương Sư danh tiếng nổi như cồn kia, mới có khả năng với sánh ngang với hắn. Nhìn một hồi, xác nhận trận pháp ngoại trừ ngừng vận chuyển, cũng không bất kỳ tổn hại nào, gương mặt khinh thường của Lâm Đào Tông Sư, trở nên ngưng trọng. Vừa nghe được tin tức vị Liễu lão sư này giải quyết tường nghi vấn khó xử lý trở thành hội trưởng, hắn vẫn xem thường. Dù sao, bất kỳ nghề nghiệp nào, thực lực mới là quan trọng nhất. Thực lực không bằng, tất cả đều hoa trong gương, trăng trong nước. Thông huyền cảnh sơ kỳ, không tầm thường chút nào. Trước đó hắn căn bản không để ở trong lòng. Hiện tại một cước khiến cho trận pháp tam cấp dừng lại. Phần thủ đoạn này, ngay cả hội trưởng cũng làm không được. Xem ra vị Liễu lão sư này cũng không đơn giản giống như trong tưởng tượng. Phải mau chóng nói chuyện này cho tộc trưởng biết. Trong lòng hắn âm thầm có quyết định. Trận pháp có sinh môn, tử môn, tất nhiên cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Tìm được loại khuyết điểm này, lợi hại hơn nữa cũng sẽ trở nên giống như rơm rạ, không chịu nổi một đòn. Đương nhiên, loại thiếu sót này, nói trắng ra là chỗ từ trường của trận pháp giao hòa. Có cái ở chính giữa, có cái ở bên cạnh, vận khí của Trương Huyền không tệ, cái này vừa vặn ở bên cạnh, bị đồ thư quán chỉ rõ vị trí. Người ngoài thoạt nhìn hắn đạp một cước qua, khiến trận pháp dừng, đơn giản vô cùng. Trên thực tế, chân khí thiên đạo tiến vào trong đó, dung hợp với linh khí trong đó, phá hủy từ trường của trận pháp bình thường, mới đưa đến lực lượng hai bên trùng kích, mất đi tác dụng. Chân khí thiên đạo là do linh lực tinh thuần nhất dung hợp thành, giống như nam châm, có thể đơn giản phá hủy kết cấu của trận pháp. Chính vì vậy, một cước đơn giản, liền làm ra hiệu quả ngoài dự đoán của mọi người. Đổi lại thành những người khác, cho dù biết sự thiếu sót này, chỉ sợ cũng phải tiêu tốn công phu rất lớn mới làm được. Dọc theo con đường nhỏ dải đá cuội quanh co đi về phía trước. Sân sạch sẽ ngăn nắp, cũng không bẩn loạn giống như trong tưởng tượng. Bọn họ đi về phía trước không xa, một cung điện to lớn xuất hiện ở trước mắt. Ngay sau đó một tiếng ngáy đinh tai nhức óc vang lên. Mặt đất chấn động bụi bặm bay lên, khiến người ta mê muội từng đợt. Quá tốt! Hùng sư đuôi vàng đang ngủ. Ánh mắt Mạc Thiên Tuyết nhất thời sáng lên. Chương 558, bệnh gì? 2. Hắn sợ trận pháp dừng lại, hùng sư đuôi vàng lại lao tới. Không nghĩ tới nó vừa vặn ngủ, miễn đi không ít phiền phức. Theo âm thanh đi đến, nhất thời nhìn thấy được trong đại điện, một con man thú cực lớn nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Dáng vẻ có phần giống với hùng sư, hình thể lớn hơn nữa, đuôi là màu kim hoàng. Chỉ có vị trí cao nhất trở nên hơi trắng. Thiết sỉ khiếu thiên thú và nó đều là man thú nửa bước chí tôn, rất rõ ràng man thú trước bộ lông càng mềm mại hơn, cơ bắp cũng càng căng hơn. Còn man thú trước mắt này, cơ bắp nhão, bộ lông rối tung, giống như người lớn tuổi. Chỉ từ bên ngoài là có thể nhìn ra, nó tiến vào tuổi già. Liễu hội trưởng, đây chính là man thú trấn quốc chúng ta hùng sư đuôi vàng, bệnh càng nghiêm trọng hơn. Liếc mắt thoáng nhìn con hùng sư đuôi vàng đang nằm ngủ trên mặt đất, Mạc Thiên Tuyết lắc đầu. Man thú nửa bước chí tôn, tính cảnh giác rất mạnh. Bọn họ đi tới trước mặt, nó lại chưa từng tỉnh lại. Đủ thấy bệnh nặng tới mức nào. Trước đó nó có triệu chứng bệnh thế nào? Trương Huyền hỏi. Ban đầu nó vẫn rất yên tĩnh. Đại khái nửa tháng trước, đột nhiên nó bắt đầu phát điên, hai mắt đỏ đậm, gặp người lại cắn, liên tục cắn bị thương 7-8 tên thái giám và cung nữ. Không có cách nào, ta mới mời Lâm hội trưởng ra tay, sử dụng trận pháp vây khốn nó. Nghĩ đến tình cảnh ngày đó, trong lòng Mạc Thiên Tuyết vẫn còn sợ hãi. Đây chính là man thú cấp bậc nửa bước chí tôn, nếu nó thật sự điên tới, ngay cả hắn cũng không chống đỡ được. May mà, nó còn có thể kiềm chế, bằng không, sợ rằng ám ảnh vệ cũng phải chết một số lượng lớn. Đột nhiên phát điên, Trương Huyền nhìn qua, man thú lợi hại như thế, cho dù già. Thân thể suy kiệt, cũng không đến mức đột nhiên bệnh nặng, tinh thần xuất hiện sự hỗn loạn. Đúng vậy, hùng sư đuôi vàng thoạt nhìn hung bạo mạnh mẽ, trên thực tế bình thường rất ngoan. Nó là do tiên tổ thuần phục lưu lại, ở vương cung đợi bảo vệ đủ 200 năm, luôn luôn vững vàng,
không tổn thương từng bất kỳ kẻ nào. Không biết đây là bị bệnh lạ gì. Mạc Thiên Tuyết nói tiếp. Lúc đó ta tìm Mộc Hoành y sư tới xem. Hắn nói là tuổi thọ không lâu, dẫn tới nôn nóng, phải nghĩ biện pháp trấn an mới được. Ngay sau đó lại mời không ít y sư đến đây hội trần. Kết luận đại thể cũng tương tự với hắn, nói là loại bệnh này, không có cách nào trị liệu. Chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi khôi phục, nếu như có thể chống đỡ được, còn có thể sống thêm một khoảng thời gian. Không chống đỡ nổi, cũng lại gần như là chấm dứt. Hơn nữa, không quan tâm có thể chống đỡ được hay không, kỳ hạn đều là 3 tháng. Nói cách khác, dù chữa trị thế nào, tốn cái giá lớn hơn nữa, trong vòng 3 tháng tất nhiên sẽ chết, đã không có hy vọng khỏi hẳn. 3 tháng hẳn phải chết, ăn thịt người. Nghe đến mấy kết luận này, tinh thần Trương Huyền thoáng động, lật tất cả sách y sư bên trong danh sư đường xem một lượt. Hắn rất bất đắc dĩ phát hiện, giống như hắn dự đoán, không có bất kỳ tác dụng gì. Những quyển sách này tuy rằng ghi lại không ít chứng bệnh kỳ quái, đều hoàn toàn không phù hợp với triệu chứng của con hùng sư đuôi vàng này. Thậm chí hoàn toàn không có một chỗ nào tương tự. Cũng đúng, nếu như dễ dàng tìm được ở trong sách như vậy, đám người Mộc Hoành y sư khẳng định đã sớm giải quyết, cũng không đến mức cầu đến trên đầu mình. Xem ra sách thu thập vẫn không đủ bộ. Hắn lắc đầu. Nếu như sách đủ nhiều, biết chứng bệnh, lại vô cùng có khả năng tìm được tình huống tương tự. Cái gì cũng không phát hiện, đó chính là sách thu thập quá ít, lượng tri thức còn chưa đủ. Xem ra phải bớt chút thời gian rảnh, cũng thu tất cả sách của nghiệp đoàn y. Hắn tuy rằng sát hạch y sư, thậm chí thành hội trưởng, sách bên trong nghiệp đoàn lại chưa từng nhìn qua. Sách ở bên trong đồ thư quán, đều sử dụng thu nhận từ danh sư đường. Người sau tuy rằng bao hàm rất nhiều chức nghiệp, muốn nói lý giải đối với chứng bệnh, thuốc, khẳng định vẫn không giống như nghiệp đoàn chuyên môn. Liễu hội trưởng, có cần ta đưa kết quả chuẩn đoán bệnh của đám người Mộc Hoành y sư qua cho ngươi hay không? Cũng có thể tham khảo một chút. Thấy hắn cúi đầu trầm tư, Mạc Thiên Tuyết nói. Không cần. Hắn khoát tay áo. Nếu đối phương không tìm ra nguyên nhân, kết quả này với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Vậy, hùng sư đuôi vàng đang ngủ, có cần đánh thức nó, cho ngươi tiện quan sát hay không? Y sư xem bệnh, cần người bệnh tỉnh táo, có khả năng nhìn, nghe, hỏi, biết tình huống cặn kẽ. Hiện tại đầu này man thú trấn quốc đang ngủ, bất kỳ chứng bệnh đều không nhìn thấy được, tự nhiên cũng sẽ không có cách nào trị liệu. Trương Huyền vội vàng lắc đầu. Nếu như tỉnh táo, muốn để man thú này có động tác công kích, có khả năng xuất hiện sách ở trong đầu. Nếu chẳng may nó không công kích, hoặc tốc độ công kích quá nhanh, thì phiền toái. Ta đi xem. Nói xong, hắn nhấc chân đi về phía man thú cao lớn trước mắt. Tu vi của hắn không tốt, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề trên tường nghi vấn khó xử lý, y thuật xác thực không cần nghi ngờ. Ta phải xem thật kỹ một chút, rốt cuộc có hắn chẩn đoán bệnh cho con man thú này như thế nào. Lâm Đào Tông Sư ở một bên, thấy hắn đi về phía trước, cũng vội vàng đưa mắt tập trung qua. Làm phó hội trưởng của nghiệp đoàn trận pháp sư, hắn quan hệ qua lại thân thiết với không ít y sư, biết rất nhiều thủ đoạn chữa bệnh. Có người cẩn thận hỏi thăm, quan sát bộ lông, hình thể màu sắc. Có người quan sát hơi thở, nghe tim đập. Cũng có người quan sát thức ăn, nước uống, phân và nước tiểu, từ trong đó tìm kiếm vấn đề. Người trước mắt này phá tan lịch sử ghi chép của nghiệp đoàn y sư, sẽ dùng loại phương pháp nào? Trong lòng hắn kỳ quái, hai mắt không dám chớp một cái, rất sợ bỏ qua một chi tiết nào. Chỉ có điều, ngay sau đó hắn nhìn thấy được, người thanh niên đi tới trước mặt man thú, sờ một chút, sau đó. Lại có vẻ mặt cổ quái đi trở về. Vậy là xong rồi. Vẻ mặt Lâm Đào Tông Sư giống như vỡ mộng. Chương 559, Hoa Cúc 1. Xem bệnh không phải trò đùa, không thể chỉ nhìn ở bề ngoài, đi tới. Ngay cả màu sắc lông thân thể man thú, tình trạng thân thể, tim đập hít thở chưa từng nhìn, chỉ sờ một chút liền trở lại. Có ý gì? Đừng nói cho ta biết, người đã xem xong chứng bệnh của đối phương, biết phương pháp trị liệu. Vẻ mặt mỗi người Mạc Thiên Tuyết, Mạc Vũ cũng mê hoặc, không biết trong hồ lô của vị liễu hội trưởng này bán thuốc gì. Đi về, vốn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì đó. Nhưng không ngờ lại phát hiện, một mình hắn đứng tại chỗ. Bắt đầu đờ người ra. Cái gì cũng không nhìn, tùy tiện sờ một cái liền trở lại đờ ra. Loại thủ đoạn xem bệnh này, đừng nói là hắn, ngay cả Lâm Đào Tông Sư kiến thức rộng rãi cũng không hiểu ra sao. Khụ khụ, liễu hội trưởng, hùng sư đuôi vàng,
có thể còn cứu được không? Thấy hắn ngây người một hồi thật lâu, biểu hiện trên mặt lúc sáng lúc tối, Mạc Thiên Tuyết không thể tiếp tục kìm chế được hỏi. Có thể trị hay không, người thật ra nói một lời đi. Còn đứng ngây ra ở chỗ này, ý tứ thế nào? À, ta nói mấy thứ, người lập tức qua chuẩn bị, càng nhanh càng tốt. Lúc này Trương Huyền mới hồi phục tinh thần lại, cũng không trả lời, sắc mặt ngưng trọng phân phó. Vâng. Mạc Thiên Tuyết gật đầu. Phô cốt hoa, kim huyết độc dịch, tam thiên trùng huyết. Trương Huyền thuận miệng nói tên hơn 10 dạng dược liệu. Đây đều là độc dược. Vốn cho rằng hắn sẽ nói ra một ít thuốc đại bổ các loại, kết quả nói ra đều là vật kịch độc, Mạc Thiên Tuyết nghe thấy, da đầu tê dại. Ừ, đi đi. Trương Huyền xua tay. Độc dược, thật sự có thể trị được chứng bệnh cho hùng sư đuôi vàng sao? Mạc Thiên Tuyết không hiểu ra sao. Sinh mạng của hùng sư đuôi vàng suy giảm cạn kiệt, còn có chút phát điên. Dựa theo tình huống bình thường, chắc hẳn là tìm kiếm một ít đại bổ thuốc, cho nó dùng, khiến cho hắn khôi phục tinh lực, một lần nữa tỉnh lại. Tìm một ít độc dược tới làm gì? Phụ vương, nghe lời của Liễu hội trưởng đi, nếu hắn bảo phụ vương lấy mấy thứ này, nhất định có mục đích của chính mình. Thấy phụ thân do dự, Mạc Vũ vội vàng truyền âm. Nàng từng tận mắt nhìn thấy vị này chữa bệnh cho đại dược vương, thủ đoạn thần kỳ đa dạng. Nếu hắn bảo phụ vương chuẩn bị độc dược, tự nhiên có đạo lý của hắn. Được. Mạc Thiên Tuyết đáp ứng, khoát tay áo. Một lát sau, một người áo xám xuất hiện, hắn phân phó một câu. Không hổ danh là vương thất của Thiên Vũ Vương quốc, tốc độ làm việc cực nhanh. Không bao lâu, tất cả dược liệu lại được đưa tới. Liễu hội trưởng, vậy nên dùng như thế nào? Nhìn một đống độc dược, Mạc Thiên Tuyết chỉ cảm thấy khóe miệng co giật, không nhịn được nhìn lại. Những dược liệu này, tùy tiện một gốc cây cũng có thể đơn giản độc chết cường giả tông sư. Hơn 10 loại ở chung vào một chỗ, càng đáng sợ hơn. Thật không biết hắn cần mấy thứ này làm gì. Có trường mâu hay không? Chuẩn bị 36 cây. Vẫn không trả lời, Trương Huyền nói tiếp. Trường mâu là một loại binh khí. Trong vương cung, rất nhiều hộ vệ đều sẽ đeo, rất dễ tìm. Mấy phút sau, trước mắt hắn liền thả một đống lớn. Lại đi chuẩn bị 40 con bò dê, cũng giết chết nó, máu tươi đều chứa ở trong thùng. Trương Huyền tiếp tục phân phó. Tuy rằng trong lòng Mạc Thiên Tuyết tràn đầy nghi ngờ, nhưng biết vị Liễu hội trưởng trước mắt này khẳng định sẽ không bắn tên không đích, hắn tiếp tục để người ta chuẩn bị. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng xong, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, đi vài bước đến trước mặt đống dược liệu đã chuẩn bị lúc đa hòa, bàn tay vỗ ở trên bàn. Bù! Hơn 10 loại thuốc lập tức bay ra. Hai tay hắn hợp lại, dưới sự trùng kích của chân khí, độc dược đồng thời bị đánh nát, biến thành bột, giống như dung hợp với nhau, xanh mượt, khiến người ta vừa nhìn dưới lại sởn tóc gáy. Những dược vật này, một mình như nhau là có thể độc chết cường giả tông sư cảnh, hơn 10 dạng dung hợp, uy lực lớn hơn nữa, sợ rằng nửa bước chí tôn ngửi lên một ngụm, đều ít nhất phải hôn mê nửa ngày. Đây là thủ đoạn độc sư điều chế dược. Chẳng lẽ, vị Liễu hội trưởng này là một vị độc sư? Nhìn thấy được độc phấn tung bay, thuốc dựa theo sự dung hợp không ngừng thay đổi màu sắc. Mạc Thiên Tuyết, Lâm Đào tông sư đều âm thầm cảnh giác. Độc sư đáng sợ ở chỗ có thể giết người vượt cấp. Đừng thấy có vài độc sư tu vi của bản thân không tính là gì cả, nhưng ai cũng không biết hắn có thể điều chế ra loại thuốc thế nào. Chuẩn bị không tốt sẽ sơ suất mất kinh châu, chết ở trên tay của đối phương. Loại ví dụ này chỗ nào cũng có. Chính là vì nguyên nhân như vậy, nghề nghiệp này mới bị người ta kiêng kỵ, khiến người ta kinh hoàng. Vị Liễu hội trưởng này dùng nhiều thuốc kịch độc như vậy, tiện tay dung hợp, nói rõ đối với thuốc độc tính, lực không chế cực kỳ cao minh, không phải sẽ là một vị độc sư chân chính chứ. Y sư lợi hại, nắm giữ thuộc tính của dược liệu, cho dù kịch độc cũng có thể hiểu được một chút, không có gì là kỳ quái. Nhìn ra hai người nghi ngờ, Mạc Vũ truyền âm. Y sư và độc sư, một bên cứu người một bên giết người, thoạt nhìn tương sinh tương khắc, trên thực tế lại có rất nhiều chung chỗ. Thậm chí lời đồn đại, trước đây vị độc sư đứng đầu, lúc đầu là một vị y sư cao minh. Sau khi thê nhi bị kẻ thù thảm sát, lúc này tính tình mới thay đổi lớn, nghiên cứu kịch độc, lưu lại một quyển sách, diệt sạch tất cả nhà của kẻ thù. Đương nhiên, sự thực rốt cuộc như thế nào, trải qua năm tháng lâu dài, ai cũng không có cách nào xác nhận được. Nhưng thông qua truyền thuyết này, có thể biết được, độc sư và y sư có rất nhiều chỗ dung hợp. Y sư cao minh, có thể điều chế độc, cũng không có gì kỳ quái.
Được rồi. Ba người đang giao lưu, đã thấy người thanh niên cách đó không xa ngừng lại, thuốc bột đã hoàn toàn điều chế xong. Hắn tiện tay bỏ vào nước thùng, nước trong đó lập tức biến thành màu xám cho. Làm xong những việc này, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn di dạo một vòng dọc theo Hùng Sư đuôi vàng, lại ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Đào Tông Sư cách đó không xa. Trận pháp này, có thủ đoạn nhanh chóng kích hoạt hay không? Nhanh chóng kích hoạt. Lâm Đào sửng sốt. Ừ. Trương Huyền gật đầu. Trước đây, thời điểm đi tới thú đường, hắn từng tận mắt nhìn thấy Vân Đào kích hoạt qua trận pháp, cần phải chuẩn bị trước, tương đối phiền phức. Tốt nhất có thể ở bên trong nửa hít thở, khiến cho trận pháp khởi động, mới có thể phát huy ra hiệu quả. Chương 560, Hoa Cúc 2. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền nói. Nửa hít thở. Lâm Đào thiếu chút nữa thì bị sặc nước bọt. Sao có thể như vậy được? Trận pháp tam cấp lớn như vậy, muốn kích hoạt, chỉ ít cần phải 8 vị cường giả tông sư đỉnh phong, canh giữ ở 8 phương hướng vị trí, đồng thời rót vào chân khí. Đợi tất cả khí tức dung hợp mới có thể vận chuyển. Biện pháp nhanh nhất, cũng phải mất ngoài 10 phút. 10 phút? Ừ, nếu như nắm giữ thực lực chí tôn, một người có thể kích hoạt. Tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, chỉ có điều, không 2-3 phút cũng không có cách nào hoàn thành. Vẻ mặt Lâm Đào bất đắc dĩ. Người rốt cuộc có hiểu trận pháp hay không? Kích hoạt trận pháp, nghe đơn giản, trên thực tế lại phải truyền qua chân khí, giao cho hoạt tính. Quá trình này rườm rà phức tạp, cực kỳ phiền phức. Chỉ cần là người có chút hiểu rõ đối với trận pháp, đều hiểu điểm ấy. Người một cước đạp cho đại trận này cũng phải ngừng vận chuyển, làm sao có thể không biết. Thời gian này quá dài. Trương Huyền nhíu mày. Lẽ nào không có biện pháp tốt hơn? Có thì có, chỉ là, ta làm không được. Lâm Đào có chút do dự, nói. À, nói qua nghe một chút đi. Trương Huyền vội vàng nhìn qua. Mỗi một trận pháp đều có một tâm trận, là nơi then chốt đầu mối nhất để cả trận vận chuyển. Chỉ phải rót vào chân khí ở chỗ này, trận pháp có thể khởi động rất nhanh. Đây cũng là phương pháp vận chuyển trận bàn. Lâm Đào nói đến đây, có chút xấu hổ. Ngươi cũng biết, muốn khắc trận bàn, tệ nhất đều là trận pháp sư tam tinh. Ta chỉ là nhị tinh đỉnh phong, còn kém một chút. Trận bàn, là thông qua phương pháp đặc biệt, khắc trận pháp lớn như vậy ở trên một vật phẩm có thể mang theo trên người, thời gian cần sử dụng, chỉ cần truyền chân khí là được. Mặc dù không phải là trận pháp sư, cũng có thể dễ dàng kích hoạt. Tuy rằng uy lực yếu hơn so với trận pháp chân chính không ít, nhưng có thể trong nháy mắt kích phát, đồng thời thuận tiện mang theo, là thủ đoạn bảo toàn tính mạng được không ít người dùng tới. Trên người Mạc Vũ lại có một cái. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mạc Thiên Tuyết yên tâm để cho nàng đi ra ngoài. Ý tứ của ngươi, tìm được tâm trận, là có thể rất nhanh kích hoạt trận pháp đúng không? Trương Huyền hỏi. Đúng. Lâm Đào gật đầu. Nói là nói như vậy, nhưng muốn tìm được tâm trận, làm gì có thể dễ dàng như vậy? Loại trận pháp bố trí xong này, không giống với trận bàn cố định. Tâm trận sẽ căn cứ địa hình, canh giờ phát sinh biến hóa. Cho dù là ta, cũng không tìm được, càng chưa nói, tới kích hoạt. À, Trương Huyền không hỏi nhiều, mà có chút do dự, một lát sau mắt hắn rơi vào nơi nào đó. Ngay sau đó, hắn không có dừng lại quá nhiều, lại đi tới trước Hùng Sư đuôi vàng, cầm lấy một thanh trường mâu. Bàn tay run lên, mâu nhọn cắm vào trong thùng gốc chứa nọc độc. Trên trường mâu nhất thời phát ra âm thanh, tách tách, giống như sắt thép cũng bị ăn mòn. Đi, cầm trường mâu dính đầy độc dược. Trương Huyền nhướng mày, cổ tay bất chợt run lên, phóng ra ngoài. Vèo. Giống như tiêu thương, trường mâu bay thẳng tắp về phía trước, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, trực tiếp cắm ở trên người của con Hùng Sư đuôi vàng đang ngủ. A, à, còn tưởng rằng hắn muốn làm cái gì, đám người Mạc Thiên Tuyết, Lâm Đào nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trong nháy mắt tóc gáy đều dựng ngược. Đây chính là kịch độc, tạm thời không nói có thể độc chết con man thú trấn quốc này hay không, trực tiếp công kích như vậy. Chẳng khác nào đang khiêu khích với đối phương, rất dễ dàng khiến cho hắn hoàn toàn tức giận. Ban đầu, tính tình của nó đã không tốt, khắp nơi ăn thịt người. Một khi bị chọc giận, còn không giết chết tất cả mọi người. Gào! Quả nhiên, khiếp sợ trong lòng còn chưa có kết thúc, mọi người liền nghe được một tiếng gầm rú đầy giận dữ. Con Hùng Sư đuôi vàng vốn đang chìm vào trong ngủ say, chợt mở mắt ra. Con mắt giống như đèn lồng vậy, trong nháy mắt trở nên đỏ đậm. Kết thúc rồi. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trái tim mấy người đồng thời lạnh hết phân nửa. Phần phật.
Hùng sư đuôi vàng cúi đầu liếc mắt thoáng nhìn trường mâu đâm ở trên người, sự phẫn nộ xông lên tận trời. Nó lại hét lớn một tiếng, đứng dậy, thân hình nó cao lớn, giống như một ngọn núi nhỏ. Nó còn không có động thủ, lại khiến cho người ta có áp lực cường đại, khiến người ta có chút mềm chân. Liễu hội trưởng, nguy hiểm. Mạc Vũ không nhịn được hô lên một tiếng. Hùng sư đuôi vàng nổi giận, ngay cả phụ thân hắn loại tông sư đỉnh phong này cũng không chống đỡ được. Đối phương chỉ có tông sư sơ kỳ, làm sao có thể chống lại được. Tiếng la kết thúc, vốn tưởng rằng người thanh niên phía trước sẽ lập tức lui về phía sau. Ai biết đã thấy hắn lại cầm lấy một cây trường mâu, dính kịch độc, đâm tới. Hơn nữa, lần này đâm vào phương hướng vị trí là hoa cúc của hùng sư đuôi vàng. Xì. Phương hướng của trường mâu rất chuẩn, trực tiếp đâm vào bên trong. Máu tươi nhất thời theo thân mâu điên cuồng phun ra ngoài ra. Gào. Lúc này không chỉ đám người Mạc Thiên Tuyết, Lâm Đào điên, hùng sư đuôi vàng càng điên hơn. Nó mở mắt, muốn xem rốt cuộc là ai dám động tới nó. Kết quả nó nhìn thấy được người này cầm trường mâu đâm hoa cúc của nó. Lửa giận trong lồng ngực thiếu chút nữa khiến cho hắn nổ mạnh. Cái đuôi cực lớn vung lên, chợt đánh về phía Trương Huyền. Bởi vì tốc độ quá nhanh, phát ra tiếng nổ liên tiếp. Hình như sớm biết rằng nó sẽ có động tác này, Trương Huyền cũng không hoảng hốt. Thân thể hắn thoáng lắc một cái, đã xuất hiện ở vị trí hơn 10 thước hắn xem trọng lúc trước. Bàn chân hắn chợt dẫm mạnh trên mặt đất. Dựa theo âm thanh, đám người Mạc Thiên Tuyết, Mạc Vũ chỉ cảm thấy thấy trước mắt chợt hoa lên. Trong nháy mắt trận pháp khởi động, lại bao phủ toàn sân. Trận pháp, kích hoạt. Mắt Lâm Đào Tông Sư lại trợn tròn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 560.